Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 46. Nếu cậu và Linh Linh tâm đầu ý hợp, cũng thích đối phương thì chuyện hôn sự này, ông sẽ đồng ý chuyện hôn sự này. Trúc Nhị Bạch cười nói. Trúc Linh Linh ngây người, rất nhiều người trong nhà họ Trúc đều phản đối chuyện kết hôn của bọn họ, đặc biệt là bà nội và mẹ cô ấy, nhưng bây giờ Trúc Nhị Bạch lại bảo đồng ý chuyện của hai người. Mặt trời mọc đằng Tây sao? Nếu Trúc Nhị Bạch thật sự đồng ý thì ông nội chắc chắn không có ý kiến gì, lúc này tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chuyện Tần Lâm và Trúc Linh Linh ở bên nhau đã là chuyện đương nhiên rồi, nhưng vẫn đang trì hoãn. Xảy ra chuyện lạ chắc chắn có biến. Trong lòng Tần Lâm cười lạnh, anh không tin Trúc Nhị Bạch lại tốt bụng như vậy, đồng ý việc kết hôn của bọn họ, chắc chắn là trò mèo vờn chuột. Anh hai cũng thấy vậy sao? Nếu đã như vậy thì em cũng không có ý kiến gì. Trúc Tam Đao cười nói, hơi gật đầu. Tần Lâm, ngây ra đấy làm gì? Còn không mau cảm ơn ông hai, còn cả Linh Linh nữa. Ông hai đồng ý chuyện kết hôn của hai đứa rồi. Sau này hai đứa sẽ là đôi uyên ương trời sinh, không có ai dám phản đối nữa rồi. Ha ha ha. Trúc Tam cô cười nói, đồ vô dụng như Tần Lâm, kết hôn với Trúc Linh Linh là đúng rồi. Sau này đỡ phải gây thêm phiền phức nữa. Ở nhà chăm chồng chăm con là được rồi. Sao phải ra ngoài kiếm tiền như đàn ông chứ, còn chọc cho cả nhà không vui nữa. Đúng đấy, Tần Lâm, mau cúi lại ông hai đi, ông hai đồng ý là hai đứa có phúc lắm đấy, con trẻ thì phải biết cảm ơn chứ. Trúc Minh cũng vội nói theo, chỉ cần Tần Lâm và Trúc Linh Linh ở bên nhau, thì trước cháu rể vô dụng sẽ có người ngồi rồi, đến lúc đó chỉ cần chèn ép Tần Lâm là Trúc Linh Linh sẽ tuyệt đối không dám phản bác, cháu rể ở nhà họ Trúc chắc chắn sẽ là một phe riêng. Anh Tiểu Lâm. Trúc Linh Linh nhìn về phía Tần Lâm, bây giờ trong lòng cô đang rất rối, không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ đây là tái ông mất ngựa, có phúc mà không biết hưởng trong truyền thuyết sao? Tần Lâm khẽ mỉm cười, nhưng không phải đối, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Điều kiện là gì? Tần Lâm nhìn về phía Trúc Nhị Bạch. Ha ha ha, thanh niên nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi là người lớn, cần điều kiện gì với cậu chứ? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lừa cậu sao? Thú vị thật, tôi đường đường là người nhà họ Trúc, chẳng lẽ lại lừa cậu sao? Cậu hay thật đấy. Trúc Nhị Bạch liên tục lắc đầu, khẽ cười rồi nói. Vậy thì tôi có thể lấy được tiểu thư nhà họ Trúc đúng là phải cảm ơn ông rồi. Tần Lâm cười hời hợt. Câu này có lý, nhưng cậu tưởng con gái nhà họ Trúc dễ lấy vậy sao? Tài sản của nhà họ Trúc rất lớn, là danh môn vọng tộc, một tên nhóc tay trắng như cậu có cái gì để lấy con gái nhà họ Trúc chúng tôi? Con gái nhà họ Trúc chúng tôi là thiên kim tiểu thư, tất nhiên là phải môn đăng hộ đối, cậu có cái gì cậu là người rõ nhất, làm con rể của nhà họ Trúc cậu cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng mà vẫn phải có chút thành ý chứ. Trúc Nhị Bạch hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Lâm nheo mắt lại, khẽ cười, đây mới là mục đích thật sự, anh biết Trúc Nhị Bạch chắc chắn đang âm mưu cái gì đó, nếu như đúng như anh dự đoán thì chắc là muốn trang viên thanh mai của anh. Vậy ông thấy sao? Tần Lâm hỏi lại, tôi thấy trang viên thanh mai cũng được, chắc là cậu được thừa kế phải không? Với bản lĩnh của cậu, để nuôi dưỡng căn trang viên đó chắc khó lắm. Nhưng với nhà họ Trúc chúng tôi thì lại chẳng là gì cả, cũng coi như là giảm áp lực cho cậu. Cậu tặng trang viên thanh mai làm xính lễ, nhà họ Trúc cũng biết cậu không có tài cán gì, làm con rể nhà họ Trúc là được rồi, cả đời này không cần phải lo chuyện ăn mặc, đây chẳng phải chuyện cậu mong ước cả đời sao. Trúc Linh Linh làm vợ cậu cứ vui vẻ đi, nhà họ Trúc chúng tôi lớn như thế này, chắc chắn không đối xử tệ bạc với cậu đâu. Trúc Nhị Bạch gật đầu, vô cùng vui vẻ, muốn lấy Trúc Linh Linh thì anh phải có chút thành ý chứ. Nếu không anh lại tưởng ai cũng có thể làm con rể nhà họ Trúc. Nói cũng đúng, trang viên lớn như vậy, dân thường như cậu, mở có một cái phòng khám sao có thể nuôi dưỡng căn trang viên đó ư. Nhà họ Trúc chúng tôi cũng coi như tiết kiệm cho cậu một khoản tiền, đổi lại. Cậu phải cảm ơn nhà họ Trúc chúng tôi kìa, nếu không cậu sẽ đi vay nợ cả đời này mất. Trúc Diệu cười lạnh nói. Còn không mau cảm ơn bố tôi, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, Tần Lâm, cậu đừng có không biết điều, mau lên. Trúc Phi đứng bên cạnh hối thúc. Trong mắt nhà họ Trúc, Tần Lâm đưa trang viên thanh mai cho bọn họ giống như là anh được một món lời lớn vậy, Tần Lâm cũng phải ngây người, có thể vô liêm sỉ đến mức này sao? Từ trước đến giờ anh mới thấy lần đầu tiên đấy. Câu này có lý, rất lọt tai, Tần Lâm, cậu mau gật đầu đồng ý đi, trang viên thanh mai lớn quá,
không hợp với cậu đâu, chỉ cần cậu đồng ý, sau này việc quản lý quét dọn trang viên Thanh Mai cậu sẽ không phải lo nữa, đến lúc đó Linh Linh nhà chúng tôi cũng sẽ yên tâm ở bên cạnh cậu. Cậu mở một phòng khám nhỏ, Linh Linh làm quản lý, cuộc sống như vậy ở thành phố Đông Hải là quá tuyệt vời rồi. Âu Dương Diễm Diễm cười nói, bà cụ đã muốn lấy trang viên Thanh Mai của Tần Lâm làm của riêng từ lâu, nhân cơ hội này phải thuyết phục Tần Lâm cho bằng được. Trúc Nhị Bạch để ý đến trang viên Thanh Mai rồi, chỉ cần Tần Lâm đồng ý, sau này bọn họ sẽ là chủ nhân của trang viên Thanh Mai, nghĩ vậy thôi đã đủ kích động rồi. Bà nói cái gì vậy? Bà nội, sao bà lại nghĩ như vậy? Sao anh Tiểu Lâm lại phải giao trang viên Thanh Mai cho nhà họ Trúc chứ? Sắc mặt Trúc Linh Linh trở lên u ám, cô ấy không ngờ rằng, nhà họ Trúc và Trúc Nhị Bạch lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý đến như vậy. Hơn nữa còn làm như Tần Lâm được món lợi lớn vậy. Trang viên của người ta lớn như vậy sao phải đưa cho nhà họ Trúc chứ? Trúc Linh Linh không biết nói gì hơn, đến Vương Vân cũng trợn trừng mắt, đây là của Linh Linh nhà bọn họ, xem ra Trúc Nhị Bạch muốn chiếm đoạt căn trang viên Thanh Mai của con gái bọn họ rồi. Chuyện này là thế nào? Tần Lâm, cậu nói gì đi, cho tôi một đáp án để chúng tôi còn biết đường đi xử lý để làm thủ tục chuyển nhượng trang viên Thanh Mai, dù gì trang viên lớn như vậy, chúng tôi cũng phải xử lý cẩn thận. Tôi còn chuẩn bị xây một trang trại ngựa ở phía Tây, chắc chắn sẽ rất hoành tráng, đây sẽ là một nơi đắc địa. Trúc Nhị Bạch ra vẻ muốn xây dựng một giang sơn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự tin, thậm chí còn rất hưng phấn nữa, trang viên Thanh Mai sắp là của mình rồi, sao ông ta lại không kích động chứ? Nói ra mà tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tôi biết cậu vẫn còn chút băn khoăn, cậu yên tâm, sau khi tôi nhận trang viên Thanh Mai, chắc chắn sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Chỉ cần cậu sang tên là được, cậu không cần phải gánh vác trách nhiệm gì cả, không cần lo nghĩ, đầu óc nhẹ nhõm, căn trang viên lớn như vậy một mình cậu quản lý cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa trong lòng cậu cũng coi Linh Linh như tiên nữ mà. Dùng một căn trang viên để làm sính lễ, chắc không thiệt quá chứ. Cho dù thế nào, nhà họ Trúc chúng tôi cũng sẽ không đối xử tệ bạc với Linh Linh đâu, chúng tôi cũng sẽ có của hồi môn tiền triệu để cho Linh Linh đường đường chính chính gả cho cậu. Có thể lấy được Linh Linh nhà chúng tôi, trong lòng cậu rất vui phải không? Trúc Nhị Bạch hơi nôn nóng, trong mắt đầy ý cười, nhìn về phía Tần Lâm đợi anh gật đầu, ông ta nghe nói Tần Lâm rất thương Trúc Linh Linh, đến lúc này anh chắc chắn sẽ đồng ý, con gái nhà họ Trúc chúng tôi không dễ lấy như vậy đâu, anh phải trả một cái giá mới được. Vẫn không đồng ý sao, không phải cậu muốn lấy Linh Linh sao? Tần Lâm, không phải cậu không đồng ý đấy chứ, chẳng lẽ trong mắt cậu, Linh Linh còn không bằng căn trang viên Thanh Mai kia. Tiền đáng quý nhưng tình yêu còn đáng quý hơn, cậu đừng để tiền bạc làm lu mờ đầu óc, cơ hội này là cơ hội ngàn năm có một đấy. Trước đây cậu còn muốn ở rể nhà họ Trúc mà vẫn bị chị hai ngăn cản đó, bây giờ bác hai đã mở lời, bố tôi cũng gật đầu đồng ý, cậu còn chưa thấy đủ sao? Tần Lâm, tôi nói cậu đó, cậu có nghe thấy không? Trúc Tam cô trầm giọng nói, một khi có được trang viên Thanh Mai, địa vị của nhà họ Trúc bọn họ chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới, căn trang viên có giá 2 tỷ, nó là biểu tượng của thân phận và địa vị, là căn trang viên lớn nhất ở cả miền Nam, ai mà không ham của lạ chứ. Tần Lâm, Trúc Nhị Bạch chau mày, Tần Lâm không nói gì khiến ông ta rất bực mình. Làm màu xong chưa? Tần Lâm lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tần Lâm, thằng nhóc này dám hỗn sao? Làm màu xong rồi còn không mau cút đi. Tôi không xen vào chuyện nhà họ Trúc các người được, nhưng đây là địa bàn của tôi mà các người còn muốn làm màu sao. Tôi đứng trước mặt ông này, ông xem ai không có tư cách đứng ở đây. Tần Lâm trừng mắt nhìn Trúc Phi và Trúc Diệu. Đám ông bà già này lại còn định chiếm cả trang viên Thanh Mai của anh có thể cho Trúc Linh Linh tất cả, nhưng sẽ không bao giờ thỏa mãn lòng tham không đáy của bọn họ. Trúc Linh Linh không đại diện cho nhà họ Trúc cũng không đại diện cho Trúc Linh Linh. Cho nên anh sẽ không giao trang viên Thanh Mai cho ai hết, bọn họ lập mưu tính kế còn chẳng phải vì muốn chiếm đoạt trang viên Thanh Mai hay sao? Ý cậu là sao, cậu muốn tạo phản phải không, còn dám trả treo với tôi nữa? Trúc Phi lập tức đứng dậy. Đám vô liêm sỉ các người ai cũng tốt đẹp lắm, còn muốn chiếm đoạt trang viên Thanh Mai của tôi mà. Nói đi nói lại chẳng phải là muốn đuổi tôi đi rồi các người sẽ lên làm chủ ở đây sao? Các người còn chút tự trọng nào không? Lấy Linh Linh ra để uy hiếp tôi, các người là cái thá gì? Coi Linh Linh là công cụ kiếm tiền của các người sao? Nhà họ Trúc các người đúng là khiến người khác ghê tởm, vô liêm sỉ.
Tần Lâm tức giận nhìn Trúc Nhị Bạch. Cậu nói lại lần nữa xem. Trúc Nhị Bạch tức sùi bọt mép, mặt tái xanh, tính toán kỹ như vậy mà cuối cùng vẫn sai. Địa bàn của tôi làm chủ. Cút hết đi cho tôi. Bảo vệ, lôi hết mấy người không liên quan ra ngoài cho tôi. Tần Lâm tức giận hét lên, lập tức có hơn 20 người từ ngoài cửa xông vào, bao vây tất cả người nhà họ Trúc, Trúc Nhị Bạch, Trúc Phi và những người khác đều tái mặt, toàn thân run rẩy, không ngờ Tần Lâm lại đuổi bọn họ đi thật. Trúc Nhị Bạch ngây người, không ngờ Tần Lâm lại dám đuổi bọn họ, ông ta là lão gia nhà họ Trúc đó, ông ta là anh ruột của Trúc Tam Đao đó, ông ta là chủ gia tộc thật sự, Tần Lâm là cái thá gì chứ? Lúc này Trúc Phi và Trúc Diệu vô cùng tức giận, không biết làm thế nào trước mặt hơn 20 người bảo vệ, bọn họ muốn ngang ngược cũng chẳng có dũng khí. Tần Lâm, cậu muốn chết phải không? Cậu biết cậu đang làm gì không? Ông ấy là lão gia nhà họ Trúc đấy, là ông hai của Linh Linh, cậu làm vậy là quá hỗn rồi đấy. Trúc Tam cô trầm giọng nói. Tôi hỗn láo, các người dở thói ngang ngược ở chỗ của tôi, mà lại nói tôi ngang ngược. Ha ha ha, tôi cười muốn rớt cả hàm răng đây này. Các người có liêm sỉ một chút được không? Da mặt có dày hơn cũng không nên nói những câu vô liêm sỉ như vậy chứ. Người nên nói câu đó là tôi mới phải. Căn trang viên Thanh Mai là của Tần Lâm tôi, các người làm mưa làm gió ở đây mà còn muốn lấy trang viên Thanh Mai làm của riêng sao? Người sống hai mặt thì da mặt cũng không dày bằng của các người đâu. Lão gia nhà họ Trúc thì sao? Tôi ăn mất bát cơm nào của ông ta à? Đến đây là bày trò, vênh mặt chỉ trỏ người khác. Ông ta là cái thá gì? Không muốn ở đây thì cút đi, Tần Lâm tôi không thèm, nếu không vì Linh Linh, các người nghĩ các người có tư cách ở đây chắc. Con rể tương lai thì làm sao? Tôi cưới Linh Linh chứ có cưới cả nhà họ Trúc các người đâu. Sốt cuộc là tôi ở rể hay các người ở rể? Tần Lâm chế giễu, mặt người nhà họ Trúc đều tái mét, Trúc Tam cô cũng không trả lời được câu nào, cũng chẳng biết nên nói cái gì, khuôn mặt hết xám ngắt lại chuyển sang trắng bệch, vô cùng bực tức. Nhưng Tần Lâm nói đúng, làm loạn ở nhà người ta xong bị đuổi ra thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó hiểu. Tần Lâm, cậu làm vậy là coi thường người lớn quá rồi đấy, lần này bác hai đến nhà họ Trúc là phúc phần của chúng ta, để bố tôi được nhận tổ quy tông, để y dược văn hòa phát triển lên tầm cao mới, để cậu và Linh Linh có một cái kết hoàn mỹ, vậy mà cậu lại không biết điều. Tôi thấy cậu vẫn chưa yêu Linh Linh thật lòng, có căn trang viên mà cậu cũng không nỡ thì làm sao cho Linh Linh hạnh phúc được. Cậu làm vậy là muốn tay không bắt sói à? Trúc Minh tức giận nói, đứng về phía Trúc Nhị Bạch, bây giờ bố ông ta, Trúc Tam Đao đã không còn chút quyền uy nào nữa, phải đứng về phía bác hai mới có thể phát triển được, Tần Lâm không biết điều thì ông ta phải nói giúp cho Trúc Nhị Bạch. Tôi đã nói rồi mà, tên nhóc này chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu, xem ra Linh Linh nhà chúng ta nhìn nhầm người rồi, lại muốn lấy một người đàn ông chẳng quan tâm tới nó làm chồng, sau này chắc chắn sẽ khổ. Cho dù cậu ta có ở rể thì cũng sẽ phản bội thôi, chắc chắn là có âm mưu gì với nhà họ Trúc chúng ta rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bà cụ cắn răng nói. Tần Lâm, cậu thật sự không định giao trang viên Thanh Mai cho chúng tôi sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, nếu để lỡ sẽ không có lại lần nữa đâu, nếu không sau này cậu muốn lấy Linh Linh cũng sẽ không được đâu. Cậu phải nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc cậu có muốn giao lại trang viên Thanh Mai cho nhà họ Trúc chúng tôi hay không? Cuộc làm ăn này chắc chắn không lỗ đâu, chẳng lẽ cậu lại không chịu bỏ ra một chút vì người cậu yêu sao? Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm. Ra cửa rẽ phải, cút. Tần Lâm chẳng thèm phí lời với đám người này, vô liêm sỉ đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Thất vọng quá, nếu Linh Linh nhà chúng tôi mà ở cùng cậu thì xui thật. Trúc Phi bĩu môi nói, trong mắt ông ta thì Tần Lâm là một người không biết điều. Kiểu tiểu nhân vì tư lợi kiểu này thì cứ ôm trang viên Thanh Mai rồi chết đi, nhà họ Trúc chúng tôi sẽ không đội trời chung với cậu đâu. Trúc Diệu chỉ vào Tần Lâm đay nghiến. Tần Lâm, cậu chắc chưa, cậu không đồng ý dùng trang viên Thanh Mai làm xính lễ để lấy cháu gái tôi sao? Linh Linh, cháu nói gì đi chứ? Vẻ mặt Trúc Tam Đao u ám. Ông nội, cháu không phải là công cụ. Cũng không phải là món hàng, cho dù anh Tiểu Lâm có đồng ý cháu cũng sẽ không chịu. Cháu đã từ bỏ y dược văn hòa rồi, cháu không muốn trở thành con rối của mọi người nữa. Trúc Linh Linh mím chặt môi. Được, là cháu nói đấy nhé, đừng có hối hận, từ nay về sau,
Y Dược Văn Hòa sẽ không có chỗ của cháu đâu, có chút chuyện cũng không muốn làm cho gia tộc, hai người không xứng là người nhà họ Trúc. Trúc Nhị Bạch thẹn quá hóa giận, thấy kế hoạch chiếm đoạt trang viên Thanh Mai không còn hy vọng, ông ta cũng lộ ra bản chất thật. Tiễn khách, Tần Lâm nói xong, hơn 20 người bảo vệ lập tức đuổi người nhà họ Trúc ra ngoài trừ Trúc Dũng và Vương Vân, Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao run sợ bị kẹp tay lôi ra ngoài. Tần Lâm, cậu là tên khốn, nhà họ Trúc sẽ không tha cho cậu đâu. Trúc Linh Linh, từ nay về sau, nhà họ Trúc sẽ không còn chỗ của cháu đâu. Tiếng hét lớn vọng vào trong phòng, nhưng Trúc Nhị Bạch và những người khác đều bị đuổi ra ngoài hết rồi. Anh Tiểu Lâm, em xin lỗi. Trúc Linh Linh cúi đầu, mím môi, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhà họ Trúc thật quá đáng, nhất là Trúc Nhị Bạch, hơn nữa chính cô cũng bị bọn họ đuổi khỏi Y Dược Văn Hòa. Người nên nói câu xin lỗi là anh mới đúng, anh đối xử với người nhà em như vậy mong em đừng trách anh, nhưng bọn họ thực sự rất quá đáng. Tần Lâm thở dài nói. Tiểu Lâm, cháu làm như vậy có chút không đúng, dù gì bọn họ cũng là người nhà họ Trúc, cũng là bề trên của Linh Linh, sau này Linh Linh gặp người ta biết ăn nói như thế nào đây? Trúc Dũng trầm giọng nói. Bọn họ mới là người bắt nạt người khác, còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà nữa. Ông đừng bảo không nhìn thấy đấy nhé, nhịn nhục cả đời rồi cũng không ngóc đầu lên nổi đâu, Tiểu Lâm làm vậy là đúng rồi, là bọn họ không biết điều, còn muốn cướp trang viên Thanh Mai của con gái chúng ta. Đúng là vô liêm sỉ, thứ gì đâu. Tôi khinh. Bây giờ Linh Linh chẳng còn chức vị gì trong công ty nữa, tôi thấy chúng ta hồ đồ quá rồi, chỉ vì nhận tổ quy tông mà bị Trúc Nhị Bạch lợi dụng đến cùng cực như vậy. Vương Vân oán trách nói, Tần Lâm cũng thấy ngạc nhiên, hiếm khi bà ấy đứng về phía anh, nhưng nói cho cùng, nếu không phải người nhà họ Trúc quá đáng quá thì Tần Lâm cũng chẳng đuổi hết bọn họ đi, dù gì cũng là người nhà họ Trúc. Nhưng là con người ai cũng phải có giới hạn. Nhưng đám người này lại không, vô liêm sỉ không nói, còn muốn cướp trắng trợn trên giàn mướp. Đùa nhau à, Tần Lâm không để ý đến trang viên Thanh Mai này, anh chỉ quan tâm đến Trúc Linh Linh thôi, nhưng bọn họ muốn dùng Trúc Linh Linh để ép anh giao trang viên Thanh Mai ra, đúng là mơ giữa ban ngày. Thôi bỏ đi, chỉ cần bố có thể nhận tổ quy tông là được rồi. Trúc Dũng nói, ông tận hiếu quá đấy, liên lụy cả tôi và Linh Linh chịu khổ cùng ông rồi đây này. Vương Vân tức giận liếc Trúc Dũng một cái, bực hết cả mình. Anh Tiểu Lâm, bây giờ phải làm sao? Trúc Linh Linh lo lắng nhìn Tần Lâm. Em yên tâm đi, bọn họ cũng không phải là người của Y Dược Văn Hòa, em nghĩ bọn họ lợi hại vậy sao? Nếu nhà họ Trúc cũng không xảy ra chuyện gì, liệu bọn họ có đích thân đến tìm ông nội em để nhận tổ quy tông không? Rõ ràng là muốn đến xin viện trợ, nhưng còn thích nói vòng vo, thậm chí còn làm như nhà em đang cầu xin bọn họ. Y Dược Văn Hòa đuổi em rồi, ai quản lý được chứ, em quên ban đầu Trúc Minh và Trúc Tam cô quỳ trước cửa trang viên Thanh Mai như thế nào rồi sao? Tần Lâm cười chế nhạo. Nhưng dù gì bọn họ cũng là nhà họ Trúc cũ, là nơi tổ tông của nhà họ Trúc đã từng sống, hơn nữa nghe nói tài sản của bọn họ cũng rất nhiều, sao có thể đánh đồng với Y Dược Văn Hòa của chúng ta chứ? Trúc Linh Linh nói. Dù sao cũng sẽ không có ai có thể cướp Y Dược Văn Hòa ra khỏi tay em đâu. Yên tâm đi, đợi đến lúc bọn họ gặp khó khăn chắc chắn sẽ đến tìm em thôi, đến lúc đó sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu. Tần Lâm cười nói. Thật sao, anh Tiểu Lâm, anh đừng lừa em đang rất lo lắng đây, một tay em gây dựng Y Dược Văn Hòa, em rất lo lắng bọn họ sẽ phân chia Y Dược Văn Hòa của em. Trúc Linh Linh vô cùng lo lắng. Nếu bọn họ có bản lĩnh như vậy thì xem bọn họ có thể trụ được không, em đi nghỉ sớm đi, ngày mai mặt trời vẫn mọc cơ mà. Nghỉ ngơi vài hôm đi rồi tính tiếp. Tần Lâm vỗ vai Trúc Linh Linh rồi nói. Tần Lâm, cậu đừng có khoác lác đấy, đừng tưởng tôi bênh vực cậu là nghĩ cậu có thể tay không lấy con gái tôi đâu, nếu chúng tôi thật sự bị bọn họ đuổi ra ngoài thì tôi sẽ hỏi tội cậu thật đấy. Vương Vân chống nạnh nói. Mẹ đừng nói linh tinh nữa, chuyện này không liên quan đến anh Tiểu Lâm. Là Trúc Nhị Bạch bọn họ muốn chiếm đoạt Y Dược Văn Hòa của chúng ta. Mà ông nội lại không dám nói, anh Tiểu Lâm bị oan mà mẹ. Tự nhiên bị của nợ rơi vào đầu. Trúc Linh Linh tức giận nói. Không hỏi cậu ấy thì hỏi ai? Nếu nhà họ Trúc thật sự đuổi chúng ta đi thì đa phần là tại Tần Lâm, cậu ấy đuổi người nhà họ Trúc đi, nhìn là biết Trúc Nhị Bạch chẳng phải người tốt lành gì. Hơn nữa một khi chi ly tính toán với bọn họ, nhà họ Trúc chắn chắn sẽ làm khó chúng ta. Oan có đầu,
nợ có chủ, vậy thì không tìm cậu ấy thì tìm ai? Vương Vân nói rõ ràng đâu vào đấy, khiến Trúc Linh Linh không biết nói gì, so với Trúc Nhị Bạch thì mẹ cô ấy mới là người không tốt lành gì, nhưng Trúc Linh Linh đành chịu, dù có thế nào đi nữa thì vẫn là mẹ ruột của cô ấy, bà ấy không đồng ý chuyện kết hôn giữa cô ấy và Tần Lâm thì hôn nhân của bọn họ sẽ không hạnh phúc, không được sự chúc phúc của bố mẹ thì sẽ mãi là một điều gì đó trăn trở trong lòng. Mau về phòng đi ngủ đi. Trúc Súng kéo Vương Vân, bà ấy hừ lạnh một cái rồi đi ngủ, nhưng bà ấy chắc chắn không dễ dàng giao con gái cho Tần Lâm đâu, nếu như anh không có xính lễ vừa ý thì bà ấy sẽ không buông tay. Trúc Tiểu Nguyệt cũng tìm được rể tài rồi, vậy mà nhà mình mới chỉ có con rể như thế này, điều này sao có thể khiến Vương Vân không sinh lòng đố kỵ được chứ? Yên tâm đi, anh không sao. Tần Lâm cười nói, an ủi Trúc Linh Linh, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Lâm vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của chú hai. Sư phụ có tin tức, ngày mai mau trở về. Tần Lâm chau mày, chú hai bảo mình về tìm sư phụ, có vẻ là sư phụ có chuyện rồi. Có điều chú hai bảo ngày mai phải mau chóng quay về, chắc không có chuyện gì đâu, Tần Lâm rửa mặt xong liền đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tần Lâm phóng đến núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành là đạo trường sao mà sư phụ thích nhất, chú hai một mực muốn đi theo sư phụ, như vậy Tần Lâm cũng yên tâm hơn. Sao đạo trường, nơi làm phép của thầy tu hay đạo sĩ? Sau khi đến núi Thanh Thành, tránh được tai mắt của người đi đường, anh đi vào trong núi sâu, Tần Lâm vui vẻ xông đến chỗ sư phụ, đó là một nơi vô cùng hiểm trở. Lúc này chú hai đang mặc quần áo vải thô, đứng phơi dược liệu ở cổng. Tần Lâm gọi. Chú hai. Tần Phi Vũ cười nói. Cháu đến rồi hả Tiểu Tần? Ông ấy bây giờ không còn như trước kia nữa, tinh thần tốt hơn gấp trăm lần, thần thanh khí sảng, lại được rèn luyện cơ thể ở nơi thanh tịnh thế này, đúng là trẻ ra hơn 10 tuổi. Tần Lâm gật đầu. Vâng, sư phụ kêu cháu trở lại không biết có chuyện gì. Tần Phi Vũ nói. Chú cũng không biết, có điều sư phụ vẫn đang bích cốc, 10 ngày chưa ra rồi, ông ấy có dặn dò chú. Hôm nay khi cháu trở lại phải đến chỗ ông ấy tìm ông ấy ngay. Tần Lâm gật đầu, sư phụ đã căn dặn vậy thì anh cũng không dám chậm trễ, anh vội vàng đi tìm sư phụ. Thế để cháu đi tìm sư phụ, chú hai lần này trở về, chúng ta uống với nhau một bữa đi. Khi Tần Lâm mở cửa ra, anh phát hiện ra trong phòng sư phụ trống không, không có bất kỳ món đồ gì. Chỉ có một phong thư trên giường đá của ông. Sư phụ lại định chơi trò gì vậy? Đi đâu rồi không biết. Tần Lâm nhìn bốn phía, chẳng có ai cả, sư phụ chắc để lại bức thư này, chỉ là không biết ông đi đâu rồi, sư phụ vẫn luôn rảnh rỗi, nếu như không có chú hai ở đây, chắc không biết ông đã đi đâu chơi bời rồi. Mặc dù nói sư phụ của mình như vậy không hay lắm nhưng, sự thật thì đúng như vậy. Tần Nhi yêu quý, bức thư được đóng lại bằng nến sáp, sư phụ không thích sử dụng phương thức liên lạc hiện nay, mà vẫn thích dùng giấy viết thư như ngày xưa. Sư phụ tự biết đại nạn sắp đến, mấy ngày liên tiếp trong lòng chất đầy nỗi lo lắng bất an, cũng không biết bao lâu nữa mới có thể vượt qua đại nạn. Tần Lâm đọc mà kinh ngạc, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, anh biết sư phụ đã hơn trăm tuổi rồi, cơ thể dù cường tráng nhưng đời người đâu được như ý, sinh lão bệnh tật, có ai đoán định được đời mình sau này đâu, cho dù mạnh mẽ như sư phụ thì cũng vậy thôi. Tần Lâm cảm thấy nặng nề, lo lắng cho an nguy của sư phụ. Khi con đọc được bức thư này, ta đã đi rồi, không cần lo lắng cho ta, trời cao đất rộng, nơi đâu cũng là nhà của ta, cho dù có phải cách xa nhau hay không, có trở về đoàn tụ hay không, thế gian vạn vật vẫn sẽ luôn có lúc lên lúc xuống. Sư phụ tung hoành giang hồ đã được hơn trăm năm, đã sớm trải qua hết gian nan cuộc đời, không còn gì quyến luyến. Con là học trò mà sư phụ hài lòng nhất, hy vọng có ngày con có thể phát huy y thuật của sư phụ. Coi cứu người. Tu dưỡng đạo đức là nhiệm vụ của mình. Không cần quan tâm đến sống chết của ta, con cần phải nhớ, đại sư chân chính luôn mang trái tim của một đệ tử. Cuối thư có một quyển tam phong luyện khí thiên để rèn luyện xương cốt, là quyển công pháp luyện khí tịnh tâm dưỡng thần, có thể giúp con tăng cường thể lực, kéo dài tuổi thọ, tương truyền nó là do tổ sư Trương Tam Phong của đạo giáo truyền lại, luyện khí đan điền, đạt đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, cụ thể có thể đạt đến bước nào thì phải xem vận may của con. Sư phụ Diệp Hiên Viên. Trong mắt Tần Lâm đầy sự bi thương, lần này sư phụ đi rồi, sinh tử khó bàn, anh cũng không biết sau này anh có thể gặp lại sư phụ hay không,
càng không nói đến người chết rồi càng khó gặp lại nhau. Sư phụ, Tần Lâm siết chặt bức thư trong tay, cảm thấy xúc động vô cùng. Con nhất định sẽ không phụ sự dặn dò của người. Tần Lâm mở cơ quan bên dưới giường đá, phát hiện hai vò rượu kim xà cuối cùng vẫn còn. Sư phụ, con biết sư phụ sẽ để lại cho con mà. Tần Lâm uống hết hai vò rượu kim xà, cảm thấy vô cùng hả hê, vui vẻ tràn trề. Cơ thể của Tần Lâm cũng xảy ra sự thay đổi cực lớn, rượu kim xà trước kia anh chỉ uống từng ngụm một, hôm nay sư phụ đi xa, khó hẹn ngày gặp lại, trong lòng Tần Lâm chất chứa đầy bi thương, liền uống hết sạch hai vò rượu kim xà, tác dụng của rượu kim xà chảy qua cơ thể, chảy qua mỗi tấc da thịt, mỗi giọt máu, chảy qua kỳ kinh bát mạch sao, nó không ngừng chạy toán loạn, cơ thể tựa như sắp cháy vậy. Sao kỳ kinh bát mạch? Kỳ kinh bát mạch là tên gọi chung của nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, dương kiều mạch, âm kiều mạch, dương duy mạch, âm duy mạch. Sướng. Mắt Tần Lâm đỏ ngầu, nhưng anh biết, tác dụng của rượu kim xà khiến cho cơ thể anh như muốn nổ tung, nhất định phải nhanh chóng hấp thu mới được. Đọc quyển Tam Phong Luyện Khí Thiên này xem có thể thu hoạch được cái gì không? Tần Lâm cầm quyển Tam Phong Luyện Khí Thiên đằng sau phong sư ra, bắt đầu đọc. Tĩnh tâm ngưng thần. Thổ nạp như vân, linh khí trăm chuyển, chảy về đan điền, hội tụ sự linh thông của kinh mạch, chảy qua từ đầu đến cuối của ngũ hành, xông vào kỳ kinh bát mạch nhất thông thiên, phá vỡ bát mạch, nằm ở căn bản của luyện khí, đan điền hữu khí, khí ngự tứ chi bách hài, đạt được đến trạng thái nhất thốn quyền sao chỉ nằm trong một inch, đây là vì sự viên mãn của sau này. Sao nhất thốn quyền hay còn gọi là cú đấm một inch. Đây là một kỹ thuật trong vịnh xuân quyền. Chỉ với khoảng cách rất ngắn tầm 2,5 cm, có thể khiến đối phương bay ra xa tầm vài mét, đó là hình thức biểu diễn, nếu dùng trong thực chiến có thể làm đột tử đối phương. Tần Lâm lầm bầm đọc, bắt đầu hít thở thổ nạp sao theo phương pháp rèn luyện của A Tam Phong Luyện Khí Thiên, có điều cảm giác nóng ran trong cơ thể trong nháy mắt di chuyển, khiến Tần Lâm cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sao thổ nạp, phép thở ra hít vào ở đạo gia gọi là thổ nạp, là có ý thổ ra cái dơ bẩn. Nạp vào cái trong sạch. Rượu kim xà quá nhiều hàn khí, Tần Lâm không ngờ nó sẽ khiến cho mình như rơi vào hầm băng, thậm chí tứ chi bắt đầu đông cứng lại. Trời ạ, đúng là không thể tham ăn tham uống. Tần Lâm cảm thấy máu trong cơ thể chuẩn bị đông cứng lại, lúc này, sử dụng Tam Phong Luyện Khí Thiên lại khiến cho công dụng của rượu kim xà hoàn toàn chuyển hóa thành hàn khí tràn ngập. Tần Lâm cuối cùng cũng biết. Bản thân sử dụng Tam Phong Luyện Khí Thiên rồi mới khiến cho tác dụng của rượu kim xà phát huy đến cùng, mà bản thân thì không thể khống chế được hàn khí kinh khủng thế này. Sâm Vương trăm năm. Tần Lâm đột nhiên ngẩng đầu, may mà anh mang theo Sâm Vương trăm năm, nhân sâm thuộc tính dương, sâm trăm năm, dương khí ngút trời, nhất định có thể kiềm chế được hàn khí của rượu kim xà. Tần Lâm biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng nếu như không làm như vậy thì anh sẽ đông cứng mà chết. Hàn khí này đang ép tâm mạch, Tần Lâm cho dù có dùng kim bạc phong bế tâm mạch thì cũng không thể giữ được tính mạng. Ông già, ông đúng là muốn hại chết tôi mà. Tần Lâm cười gượng trong lòng, nhưng cũng chẳng trách được sư phụ, bởi vì bản thân anh buồn bực mới uống hết sạch hai vò rượu kim xà, dẫn đến hàn khí trong cơ thể lan đến tứ chi xương cốt, quét qua mỗi tấc da thịt, chảy qua từng giọt máu. Đành nhờ vào mi vậy. Tần Lâm nắm chặt Sâm Vương trong tay. Mà đây còn là sâm tươi, ăn nó xong, có thể khiến cơ thể mình nổ tung mà chết, 10 con trâu cũng không ngăn được sự kinh khủng của tinh khí, địa tinh trăm năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đất trời, sự kinh khủng của Sâm Vương khiến Tần Lâm hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng anh biết mình nếu như không làm như vậy thì chỉ còn đường chết. Liều vậy, dù sao cũng chỉ còn một cơ hội sống, không liều thì chỉ có chờ chết. Bây giờ Tần Lâm chỉ hy vọng dương khí của Sâm Vương có thể trấn trụ được hàn khí của rượu kim xà, đến lúc đó hai bên giao hợp với nhau, dần dần hội tụ lại hóa thành tinh hoa trong cơ thể, chỉ cần cơ thể bản thân có thể hấp thụ thì chắc chắn sẽ còn cơ hội sống tiếp. Tần Lâm không nghi ngờ nó, càng không kịp nghĩ nhiều, anh đã ăn Sâm Vương rồi, dòng tinh khí dồi dào này phân bố khắp mỗi tế bào của cơ thể Tần Lâm giống như một cái lò luyện, mà rượu kim xà và Sâm Vương đang dung hợp với nhau. Không ngừng bùng nổ, không ngừng hội tụ, loại cảm giác đó hỗ trợ lẫn nhau khiến cho Tần Lâm cảm giác như được thăng cấp. Bên dương bên âm, thuận lợi suôn sẻ, hàn khí của rượu kim xà và dương khí của Sâm Vương không ngừng va vào nhau, có thể cảm nhận được hai loại sức mạnh giao hợp, cái cảm giác hòa hợp gắn bó khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
nhưng tinh khí bùng nổ vẫn không ngừng tàn phá cơ thể của Tần Lâm, khiến anh vật vã, tinh khí của Diệu Kim Xà cùng Sâm Vương lớn quá. Cưng quá dễ gãy, nước đầy sẽ tràn ra, Tần Lâm không thể chịu đựng được hai loại tinh khí âm dương này. Ôi trời ơi, tam phong luyện khí thiên này rốt cuộc có tác dụng hay không vậy? Sắc mặt Tần Lâm vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng anh thầm nghĩ, bản thân không thể chết ở đây được, anh vẫn chưa sống đủ, sư phụ sống khoảng 100 năm, bản thân mới hơn 20 tuổi, chẳng nhẽ lại chết sớm như vậy chẳng phải thua thiệt hay sao? Tần Lâm lại sử dụng tam phong luyện khí thiên, lần này, tinh hoa của Diệu Kim Xà và Sâm Vương không ngừng hội tụ, Tần Lâm không ngừng hấp thu, nó lần lượt xông thẳng vào kinh mạch. Trong khí hải đan điền cũng vô cùng dễ chịu, tinh khí này phân bố khắp cơ thể Tần Lâm, bây giờ anh giống như mặt trời, bùng cháy bốc lửa, muốn hấp thu toàn bộ năng lượng cũng khó như lên trời. Anh chỉ có thể không ngừng xông vào kinh mạch, dùng khí trong đan điền để phòng ngự xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch toàn thân. Âm kiều mạch, dương kiều mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, đới mạch, xung mạch, nhâm mạch, đốc mạch. Tám kinh mạch này đối với Tần Lâm mà nói thì vô cùng quen thuộc, tám kinh này đại diện cho tám khớp xương quan trọng nhất của cơ thể, mỗi kinh mạch liên kết với 90 huyệt đạo, 720 huyệt vị, khi Tần Lâm còn ở cùng sư phụ, đây là điều phải nằm lòng nhớ kỹ. Kỳ kinh bát huyệt thực sự có thể đả thông sao? Tần Lâm không biết, trong lòng anh đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác, khí trong đan điền là tinh khí của Diệu Kim Xà và Sâm Vương, tinh khí quá vượng. Tần Lâm không dám coi thường, chỉ cần có chút sai lầm thì bản thân sẽ bị tan thành mây khói, cơ thể nổ tung. Tinh khí điên cuồng xuông đến âm kiều mạch, Tần Lâm cảm thấy kinh mạch của mình lúc này lại trở nên dao động. Chẳng nhẽ, truyền thuyết không phải là giả, kỳ kinh bát mạch thực sự có thể đả thông. Tần Lâm yên tâm hẳn, bây giờ anh đã không còn lựa chọn nào khác, trái phải đều là chết, vậy thì sao không liều mạng chứ? Tinh khí nồng đậm rốt cuộc cũng phóng ra trong đan điền. Xông vào âm kiều mạch. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Khi đến lần thứ 23, Tần Lâm cảm thấy âm kiều mạch của mình dường như đã xuyên qua từ đầu đến cuối, thông thuận dần, âm kiều mạch thực sự mở ra rồi. Tần Lâm vui mừng, thời khắc này tinh khí không ngừng chảy khắp cơ thể anh, đến khi đến âm kiều mạch lại xuyên qua trong nháy mắt, thông thuận không cản trở, sức lực to lớn, sinh ra trong nháy mắt, Tần Lâm đánh ra một quyền theo bản năng, sấm gió cuồn cuộn. Mang theo sức mạnh kinh khủng, ngay cả không khí dường như cũng ngưng tụ lại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, hai quyền được đánh ra, Tần Lâm cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên dồn dập, mạnh quá, một quyền đánh chết một con trâu là chuyện thường, thậm chí còn hơn vậy. Lúc trước Tần Lâm học nhiều năm từ sư phụ, cũng học không ít công pháp, nhưng không mạnh được như ngày hôm nay. Sau khi đã thông âm kiều mạch, Tần Lâm biết, tinh thần và thể xác của mình đã lên một tầng cao mới. Một khi âm kiều mạch đả thông, vô số huyệt đạo, vô số mạch cũng trở nên thông thuận không cản trở, sức mạnh tràn đầy, hội tụ ở trên nắm đấm, loại sức mạnh kinh khủng này khiến Tần Lâm phải há hốc miệng. Kỳ kinh bát mạch trong truyền thuyết có vẻ không phải giả, đả thông một kinh mạch, Tần Lâm đã cảm thấy cơ thể của bản thân mạnh hơn rất nhiều, sức mạnh tràn đầy khắp cơ thể khiến anh như được lột xác, đánh ra một quyền không hề hoa mỹ, đánh thẳng vào trọng tâm, xông thẳng về trước, ngang ngược vô song. Tần Lâm bây giờ mạnh mẽ hơn Tần Lâm lúc trước 7-8 lần lận, hơn nữa bây giờ anh cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao cơ thể sư phụ nhẹ bẫng như bông, sư phụ nhất định cũng đã thông kinh mạch mới có thể mạnh như vậy, hơn nữa sau khi kinh mạch thông thuận không cản trở, khí hải đan điền chuyển động nhanh hơn, có thể hấp thu được linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, đạt đề cảnh giới có thể trò chuyện với đất trời, đây mới là thực lực thật sự. Hơn nữa sau khi đã thông kinh mạch, Tần Lâm biết cơ thể mình càng mạnh hơn. Tam phong luyện khí thiên quả nhiên không khiến anh thất vọng, tinh khí khủng bố của Diệu Kim Xà và Sâm Vương khiến cơ thể Tần Lâm mạnh mẽ vô song. Chỉ là đả thông một kinh mạch mà thôi, nếu đả thông cả tám kinh mạch thì sao? Rốt cuộc còn mạnh đến đâu nữa, cái này Tần Lâm khó có thể tưởng tượng được. Đả thông tám kinh mạch, mỗi kinh mạch đều dung hòa thông thuận, đến lúc đó thì khí trong đan điền sẽ chuyển động tùy theo ý mình, chính là đạt đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, đây mới thật sự kinh khủng. Nhưng Tần Lâm bây giờ không dám nghĩ nhiều vì tinh khí trong cơ thể anh vẫn còn khá hỗn loạn, tiếp tục đánh vào kinh mạch thứ hai. Để phong ba bão táp đến đi. Tần Lâm tâm thần như một, sắc mặt trầm trọng, năng lượng của Sâm Vương và Diệu Kim Xà mãi không hết, đã thông âm kiều mạch xong,
Tần Lâm bắt đầu càng mong đợi hơn, rốt cuộc cuối cùng có thể đả thông bao nhiêu kinh mạch vậy. Rượu kim xà là tinh hoa đất trời mà sư phụ đã ủ suốt 20 năm, mà Sâm Vương thì cũng không cần nói nữa, là tinh túy của địa tinh trăm năm, là kết hợp của thần vật tuyệt bảo mà đất trời sinh ra, Sâm Vương trăm năm là sản vật thế kỷ, đã hơn trăm tuổi, đã có linh hồn. Hai bảo vật này kết hợp với nhau, có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó. Hộc hộc hộc, Tần Lâm không ngừng thở dốc, ánh mắt ác liệt, sắc như dao, hít thở thổ nạp, đem tinh khí trong cơ thể lại xông về Dương Kiều Mạch. Từng phút từng giây trôi qua, Dương Kiều Mạch cũng bị Tần Lâm mở ra, âm Kiều Mạch và Dương Kiều Mạch xuyên qua song song, Tần Lâm cũng có thể cảm nhận trong hô hấp của mình có hơi thở của đất trời, nó tràn đầy linh khí, tai thính mắt sáng, trăm nghe không bằng một thấy, không lời gì diễn tả hết. Có điều tinh hoa trong đan điền vẫn không ngừng, Tần Lâm thừa thắng xông lên, xông vào âm duy mạch. Khoảng 10 phút sau, dưới lần tấn công thứ 50, âm duy mạch cũng được mở ra, tinh khí trong cơ thể Tần Lâm lúc này mới dần dần giảm sút, ba kinh mạch đã được xuyên qua, cảm giác tất cả giác quan của Tần Lâm đều lên một tầng cao mới, tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu vang, thậm chí là hương hoa tiếng chim hót Tần Lâm đều có thể nắm được. Tần Lâm có thể nhìn rõ mồn một từng chiếc lông chân xù xì trên cơ thể con ve sầu cách đó trăm mét. Vận dụng tam phong luyện khí thiên, tinh khí trong cơ thể Tần Lâm cuối cũng dừng lại, hút hết tinh hoa bài tiết cặn bã, năng lượng của rượu kim xà và Sâm Vương đều được Tần Lâm hấp thu hết, phá vỡ ba kinh mạch, thực lực của anh chỉ trong một ngày mà tiến bộ thần tốc, quyền phong gào thét, sấm chớp như gió, ngay cả anh cũng phải kinh ngạc với bản thân mình. Tần Lâm ra quyền, đánh vào trên vách đá. Không ngờ có thể đánh ra dấu ấn lớn trên đó, xung quanh vách đá cũng chia năm xẻ bảy. Xịt! Tần Lâm hít sâu một hơi, trời ạ, ông đây mạnh quá đi. Tần Lâm không ngừng đè nén nội tâm đang vô cùng kích động của mình, quyền luyện khí mà sư phụ đưa khiến anh một bước lên trời, rượu kim xà và Sâm Vương đã dung hợp hoàn toàn, đây là điều Tần Lâm không thể nào tưởng tượng nổi, có lẽ cũng là điều sư phụ không thể nào tưởng tượng nổi, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, cũng không làm hại Tần Lâm. Ngược lại trong họa có phúc. Tần Lâm cảm thấy mừng thầm trong lòng. Sư phụ, cảm ơn người. Tần Lâm lầm bầm nói, không biết sư phụ đang ở nơi nào, nhưng ông lão sẽ luôn ở trong tim anh. Tần Lâm biết bản thân nên rời khỏi nơi này, sư phụ đi rồi, nhưng anh vẫn phải rèn luyện bản thân, phát huy y thuật của sư phụ, khiến cho càng nhiều người được chữa bệnh, đây mới là anh hùng vì nước vì dân. Bác sĩ phải có tấm lòng của cha mẹ. Đây câu nói mà sư phụ đã nói nhiều nhất với anh khi chỉ dạy y thuật cho anh. Tần Lâm quỳ xuống trước giường đá, dập đầu ba cái, trìu mến ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng mới rời khỏi chỗ ở của sư phụ. Tần Phi Vũ thấy Tần Lâm đi ra liền hỏi. Tiểu Lâm, sư phụ đâu rồi? Sao cháu ủ rũ thế? Tần Lâm thất vọng nói. Sư phụ đi xa rồi, không biết đời này còn có thể gặp lại không? Tần Phi Vũ hơi sững sờ. Không ngờ sư phụ đi mất rồi, hơn nữa lại để ông ấy một mình ở đây. Sư phụ đi rồi. Tần Lâm nghiêm túc nói. Chú hai, có vẻ như chúng ta nên về rồi. Tần Phi Vũ lắc đầu. Trước khi lên núi, chú đã nói chí hướng của mình cho sư phụ, đó là cố gắng 3 năm khổ luyện. Bây giờ còn lâu mới đến 3 năm, sư phụ đã đi rồi, nhưng chú không thể đi, nếu sư phụ quay lại thì sao? Tần Phi Vũ nghiêm túc nói. Nhắc đến sư phụ Diệp Hiên Viên, ông ấy trông rất cung kính, bởi vì Diệp Hiên Viên trong mắt ông ấy là thần thánh vô song. Mặc dù chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ, nhưng đối với Tần Phi Vũ mà nói thì là vinh dự rất lớn, vậy nên ông ấy sẽ vững vàng bảo vệ nơi này, dù cho sư phụ không ở đây đi chăng nữa. Tần Lâm nói, vậy cũng được, chú hai, cháu muốn kể cho chú về chuyện tam đại gia tộc. Tần Phi Vũ phất tay, không cần nhắc lại. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, lòng chú đã sớm lặng sóng khi ở cạnh sư phụ rồi, hết thảy đều có nhân quả, cháu đi đi, không cần lo cho chú. Tần Phi Vũ dửng dưng nói, ánh mắt bình tĩnh, như giếng cổ không có sóng, ngay cả Tần Lâm cũng kinh ngạc, có vẻ như sư phụ đã độ hóa chú hai của mình rồi, cảnh giới bây giờ của chú hai thực sự khiến anh phải nhìn bằng một con mắt khác. Nhưng với Tần Lâm mà nói, từ khi nhập thế sao đến giờ, anh đã không lúc nào được bình yên. Anh chắc chắn sẽ trở thành hỗn giang long khuấy đảo gió mây, hãy để một mình anh gánh chịu ân oán tình cừu. Sao nhập thế, tham dự vào để gánh vác việc đời, không xa lánh cõi đời, không đi ở ẩn, theo quan niệm của Nho giáo. Chú hai không xuống núi với anh,
Tần Lâm cũng không cưỡng ép, dù sao đây là tâm nguyện của ông ấy, hơn nữa có vẻ chú hai cũng rất để ý đến sư phụ, hơn nữa cũng đã buông bỏ hết những chuyện của thế giới bên ngoài rồi. Tần Phi Vũ như vậy, Tần Lâm cũng thấy vui. Thù hận có thể hủy diệt một người, bản thân anh cũng đã vì thù hận mà gây dựng không ít kẻ thù ở Đông Hải, Tần Phi Vũ có thể không đếm xỉa đến thì Tần Lâm rất vui, chú hai những năm nay chịu không ít khổ cực, mấy năm tới có thể hưởng phúc sống an nhàn. Với chuyện này, Tần Lâm là người vui hơn ai hết. Ăn một bữa cơm với chú hai, Tần Lâm liền xuống núi, dù sao đây cũng không phải nhà anh không thể tiếp tục ở lại. Nhập thế mới là bắt đầu cho sự rèn luyện của Tần Lâm, sư phụ đã đi rồi, rốt cuộc cũng không biết sống chết thế nào, nhưng với tính tùy hứng của sư phụ nhất định sẽ không để anh biết. Vô cầu vô dục, không biết lúc nào anh mới đạt đến được cảnh giới của sư phụ, ít nhất cũng phải đi hết cõi hồng trần này mới có thể định đoạt được. Sau khi xuống núi, Tần Lâm nhận được cuộc gọi của Lâm Nguyệt Giao. Anh ở đâu thế? Mẹ em bảo anh tối đến nhà em ăn cơm, nhà có khách, là họ hàng người nhà họ Đường, anh đến chung vui nhé. Lời Lâm Nguyệt Giao khiến Tần Lâm sững sờ, họ hàng của nhà họ Đường. Sao anh không biết nhỉ? Tần Lâm hỏi. Là ai thế? Em cũng không biết, dù sao anh cứ đến sớm một chút, có vẻ như là người quan trọng đấy, mẹ em cũng không nói. Chỉ bảo anh nhất định phải đến, không được đến muộn, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải đến. Lời Lâm Nguyệt Giao khiến Tần Lâm rất tò mò, rốt cuộc là ai mà khiến dì hai phải trịnh trọng nói anh dù gì cũng phải đến, hơn nữa còn là người nhà họ Đường. Khi Tần Lâm đến nhà Lâm Nguyệt Giao, anh nhìn thấy ba người đang quanh quẩn ở cổng. Một người phụ nữ trung niên đeo khăn lụa, mặt mày nghiêm túc ra lệnh với người đàn ông trung niên. Tí nữa vào trong phòng, ông phải biểu hiện tốt vào. Lần này chúng ta tay không mà về thì ông không xong với tôi đâu, tên họ Đường kia. Đúng vậy đó bố, lần này dựa vào bố đó, bố không được để con thất vọng đâu, nhà họ Đường chúng ta có thể kéo dài hương hỏa hay không là đều dựa vào bố đấy. Cậu thanh niên trẻ tuổi có vẻ đần độn, có điều lúc này này đồng lòng với mẹ. Người đàn ông trung niên thật thà mặc đồ rằn di, đi giày cao su, trông hơi gù, nếp nhăn khá sâu, trên da đầy dầu nhớt, ánh mắt nghiêm nghị. Trông ông ta có vẻ khổ cực hơn người khác, có vẻ là cùng cực lắm rồi, ông ta không thể không đến đây được. Nhưng dù thế nào, đến là đến, nhất định là vì chuyện gì đó mới đến, nếu không sẽ không đến. Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm hai người thất vọng. Giọng điệu của người đàn ông trung niên có hơi buồn bực, ánh mắt đờ đẫn, không biết nên nhìn vào đâu, giọng điệu bất lực lộ vẻ khó chịu khiến Tần Lâm thấy hơi kỳ lạ. Người đàn ông giống như một người công nhân bị cuộc đời vùi dập, không ai có hiểu được buồn khổ, đau đớn của ông ta, chỉ có một mình ông ta gánh vác gia đình, gánh vác cuộc đời, âm thầm tiến về phía trước dù đau đớn hay mỏi mệt. Thứ ông ta có thể thấy được chỉ là hy vọng của bản thân trước mắt, chỉ cần gia đình còn, con cái còn, thì dù ông ta có phải khổ cực thì cũng sẽ không than thở. Người phụ nữ nhíu mày nói, mặt mày oán trách. Được rồi, mau lên lầu đi, ở ngoài lạnh lắm. Họ cũng chả đến đón chúng ta gì cả. Cậu thanh niên vỗ ngực nói. Mẹ không hiểu rồi, đây là cảm giác ưu việt của người có tiền, làm gì cũng không coi người khác ra gì, đến lúc đó chúng ta không thể mất mặt được. Mặc dù chúng ta là dân quê, nhưng tuyệt đối không được để cho mình rớt giá, hơn nữa chúng ta còn là họ hàng, bọn họ mà dám mắt chó khinh người, con cũng không bỏ qua cho bọn họ đâu, mấy năm nay con học hành cũng đâu để làm cảnh. Người đàn ông trung niên nói nhỏ. Dẫu gì cũng là người thân, không thể nghĩ như thế được. Huống chi chúng ta còn là đang xin giúp đỡ. Thôi mau đi thôi, bố thấy con cũng chỉ là loại trong nhà thì to mồm, nhưng ra cửa thì hổ biến thành mèo, suốt ngày sợ hãi. Cậu thanh niên lạnh lùng hừ. Mẹ nhìn bố kìa, chỉ biết mắng con thôi. Con có làm gì bố đâu mà bố cứ bảo con như thế. Chẳng phải con chỉ biết lên mặt ở nhà cũng do bố mẹ sao, hừ hừ. Người phụ nữ mặt biến sắc. Oán giận người đàn ông trung niên. Chỉ biết chút giận lên con trai, ông đúng là cái đồ vô dụng, cả đời hèn nhát, có bản lĩnh thì lần này làm cho xong việc này đi thì tôi sẽ công nhận ông. Người đàn ông trung niên bực bội hừ một tiếng, trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể nổi giận với bọn họ vào lúc này được, chỉ có thể một mình đi trước. Bà cứ chiều nó đi, sau này nó chẳng làm được gì. Ba người đi theo hàng lên trên, sau khi vào tiểu khu, Tần Lâm cũng đi vào theo. Người phụ nữ lấm la lấm lét nhìn Tần Lâm, nói nhỏ, có điều Tần Lâm nghe thấy hết tất cả.
tên này cứ đi theo chúng ta làm cái gì? Chẳng nhẽ là người xấu à? Cậu thanh niên cười khẩy. Mau đi thôi, bây giờ trong thành phố có nhiều người xấu lắm, tên này ăn mặc toàn hàng vỉa hè, vừa nhìn là biết không phải người có tiền, khéo cũng là mấy con côn trùng sống ở tầng áp đáy xã hội thôi. Tốt nhất nên cách xa anh ta, đỡ dính xui xẻo. Đúng vậy, con trai, chúng ta cách xa cậu ta một chút. Cậu thanh niên khịt mũi coi thường, trông anh ta có vẻ vô cùng khinh thường Tần Lâm. Anh ta nghĩ có thể giống như chúng ta chắc, mặc được đồ Nike, Adidas chắc. Quần áo trên người con hơn 2.000 tệ đấy, anh ta chắc cùng lắm là 200 tệ. Tần Lâm nhếch mép cười, chẳng thèm để ý đám ếch ngồi đáy giếng này. Có điều không đợi bản thân phản ứng lại, hai người họ đã xông vào thang máy, Tần Lâm lắc đầu, cũng đi lên cùng. Nhưng khiến Tần Lâm không ngờ đến là, ba người này sau khi vào nhà Lâm Nguyệt Giao liền khóa cửa lại. Tôn Hiểu Dĩnh nghiêm túc nói, vỗ vỗ ngực. Mau lên, ở sau có người theo đuôi bọn chị, may mà bọn chị chạy nhanh. Đường Mẫn sững sờ, mặt mày kinh ngạc nhìn anh hai Đường Vũ. À, anh hai, mọi người đến rồi à, vị này là chị dâu phải không? Đường Vũ nói nhỏ. Ừm, đây là chị dâu của em, Hiểu Dĩnh, đây là cháu trai em, Đường Giang Sơn. Mau gọi cô hai đi. Đường Giang Sơn lo lắng nói. Đúng vậy, tên kia vừa nhìn liền biết chẳng phải loại tốt lành gì, sao bây giờ trong thành phố nhiều người xấu vậy? Cô hai, khu này của cô không an toàn quá, bình thường đều như vậy à? Sau này mấy người phải cẩn thận một chút, nếu không lúc nào cũng có thể bị người xấu làm hại, lúc đó thì hối hận cũng không kịp đâu. Đường Mẫn không ngờ cả nhà anh hai lại vội vàng chạy vào trong nhà như vậy, lại còn gặp cả người xấu trong khu. Ừm, cô sẽ chú ý. Đinh đinh. Chuông cửa reo lên, Đường Mẫn cười, chạy ra mở cửa. Tôn Hiểu Dĩnh nhìn bốn phía, mặt mày kinh ngạc, trông dáng vẻ của gia đình em hai có vẻ như rất giàu có, nhìn nội thất này. Phòng ốc rộng rãi, khẻo còn to hơn nhà bọn họ mua cho con trai nhiều, đúng là giàu có mà. Tôn Hiểu Dĩnh kích động nhìn Đường Vũ, lần này bọn họ cũng được coi là đến đúng nơi rồi, em hai giàu thế này, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Đường Giang Sơn cũng vô cùng kích động, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Vũ không biết, nhưng anh ta thì biết, ở trong nhà rộng thế này, cô hai của bọn họ nhất định giàu có, hơn nữa nhất định không phải là gia đình bậc trung. Đường Giang Sơn vừa nghĩ đến việc lần này sẽ không tay không mà về, trong lòng vui vẻ không thôi, lần này bọn họ ăn món hời rồi. Tôn Hiểu Dĩnh nói nhỏ bên tai Đường Giang Sơn. Giang Sơn, tí nữa con phải làm thân với cô con hơn ấy. Chắc là Tiểu Lâm đến đấy, mọi người cứ ngồi xuống đi, đừng khách khí, đều là người nhà cả mà. Đường Mẫn mở cửa, quả nhiên là Tần Lâm. Mau vào đi Tiểu Lâm, để dì giới thiệu cho cháu. Đây là cậu hai của cháu Đường Vũ, còn có mợ hai, còn đây là em họ cháu Đường Giang Sơn. Đường Giang Sơn trợn trừng mắt, khó tin mà nói, đây chẳng phải là người xấu mà bọn họ vừa thấy sao. Cô nói gì cơ, cô hai, cô có nhầm không vậy, anh ta là người nhà à? Đường Mẫn cười nói. Đúng vậy, nó là con của cô cả, Tần Lâm cũng là anh họ cháu, cũng là anh họ của Nguyệt Giao. Tôn Hiểu Dĩnh và con trai nhìn nhau. Tỏ vẻ giễu cợt khinh thường, loại người thân nghèo rách này, rõ ràng đến đây để chiếm lời. Đường Vũ nhìn Tần Lâm, ánh mắt lóe lên. Cháu là con trai của chị cả à? Vâng, cháu chào cậu hai. Tần Lâm gật đầu, bọn họ chẳng thèm quan tâm đến Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn, có điều cậu hai trông không có vẻ gì là kẻ nịnh hót, điểm này khiến anh cũng cảm thấy vui vẻ, nếu không chắc hôm nay đến đây sẽ bị tức anh ách mất. Cháu không thầy mợ à? Trong mắt cháu còn có cậu mợ này không? Còn có em họ cháu nữa, cháu không biết chào hỏi người khác à? Tôn Hiểu Dĩnh chống eo nói, hình tượng của người phụ nữ chanh chua vùng nông thôn được thể hiện rõ mồn một. Tần Lâm cười mà như không cười nói. Cậu mợ tránh cháu như tránh tà, cháu cũng chả dám gọi, nhỡ may mợ nghĩ cháu là người xấu rồi gọi cảnh sát đến bắt cháu thì sao? Tôn Hiểu Dĩnh hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang ở nhà của người khác. Tự nhiên cứ như đang ở nhà mình vậy. Bà ta chỉ thẳng vào Tần Lâm, chỉ vào Giang Sơn rồi nói. Không biết lớn nhỏ, dù sao cũng là cậu mợ cháu ăn nói như vậy với bậc bề trên à. Đường Vũ nói nhỏ. Bà bớt mấy câu đi. Tôn Hiểu Dĩnh ra vẻ giảng đạo, bĩu môi nói. Dựa vào đâu mà tôi phải bớt cái mồm lại. Thằng bé này không có giáo dưỡng, tôi phải dạy bảo nó,
nếu không sau này ra đường sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ dạy bảo nó một trận, sau này nó còn tránh gặp phải bọn xã hội đen rồi bị bọn nó đánh cho. Nếu không phải người nhà thì tôi cũng lười nói nó, ông nhìn xem, nó mặc toàn đồ chợ thế kia, trông lấm la lấm lét, trông chẳng thoải mái gì cả. Loại người thân thế này thực sự khiến người khác khó chịu. Nhìn thấy nó là thấy không yên tâm rồi, em hai này, xã hội bây giờ, người xấu đâu đâu cũng có, phòng hỏa hơn cứu hỏa nha. Đường Mẫn nhướng mày, mặt hơi biến sắc, Tần Lâm là cháu ngoài bà ấy biết rõ anh là người như thế nào. Còn loại chị dâu lần đầu gặp mặt đã quở trách này đúng là không phải loại hiền lành gì. Em biết rồi, hay là chị dâu ngồi xuống uống ly nước rồi nói tiếp. Lời Đường Mẫn khiến Đường Vũ giật mình, biết vợ mình không đúng, mau chóng kéo Tôn Hiểu Dĩnh ngồi xuống. Tôn Hiểu Dĩnh không vui nói. Ông kéo tôi làm cái gì? Chẳng nhẽ tôi nói sai à? Ngồi đi Tiểu Lâm, mọi người đều là người một nhà, cháu đừng để ý nhé. Lời Đường Mẫn đương nhiên khiến Tần Lâm bao dung hơn chút, điều này anh cũng biết rõ ràng, dù sao cũng là nể mặt gì hai, anh cũng không nói nhiều. Anh đến rồi à anh Tiểu Lâm? Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm, mỉm cười. Mặc dù cô ấy có lúc cũng không thích Tần Lâm tỏ vẻ nhưng anh vẫn là anh cô, hơn nữa còn từng cứu mạng cô, vậy nên cô cũng công nhận Tần Lâm. Đường Mẫn cười nói. Đây là con gái em Lâm Nguyệt Giao, đây là cậu hai, mợ hai, còn đây là anh họ con. Lâm Nguyệt Giao gật đầu, nhưng cô ấy cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ với mấy người thân trước mặt này mà thôi. Con gái của em hai xinh thật, thực sự quá mặn mà, còn xinh hơn con gái trưởng thôn chị đó, đúng là xinh như em hai vậy. Tôn Hiểu Dĩnh tán dương nói lời tốt đẹp thì ai chẳng nói được chứ. Lúc này Tôn Hiểu Dĩnh cũng biết bọn họ là người phải đi cầu cạnh người khác, nên nhất định sẽ nể mặt Đường Mẫn, còn tên Tần Lâm kia trông chẳng giống người có tiền gì cả, không đáng để bọn họ tiếp đón. Đường Mẫn vô cùng vui vẻ, con gái là niềm tự hào lớn nhất của đời bà. Chị dâu đừng khen nó nữa không nó lại phổng mũi lên đấy, nào nào nào, anh hai, mọi người ngồi đi, Lâm Vũ sắp tan làm rồi đấy. Đường Giang Sơn cười nói, em Nguyệt Giao bây giờ đang làm gì, xinh đẹp tài giỏi thế này chắc không kém đâu nhỉ. Làm phó chủ nhiệm ở bệnh viện, nói chung cũng được, làm mấy năm nữa mà có hứng thì lại tranh chức viện trưởng. Đường Mẫn kiêu ngạo nói, Lâm Nguyệt Giao trẻ tuổi như vậy mà đã được đặc cách làm phó chủ nhiệm, điều này vô cùng hiếm có. Miệng Đường Giang Sơn như bôi mật, nói năng ngọt ngào vô cùng. Ồ, không ngờ em Nguyệt Giao lại lợi hại như vậy, thật sự không ngờ đó, cô hai có phúc ghê. Lâm Nguyệt Giao cười nhạt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo sao? Sao vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Đường Mẫn cười nói. Giang Sơn đang làm gì vậy? Cô nghe nói cháu cũng là sinh viên đại học đứng đầu thôn phải không? Được ghê đó. Vừa nhắc đến con trai mình, Tôn Hiểu Dĩnh như mở đài, Đường Giang Sơn cũng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, em hai nói đúng đó, chị không điêu với em đâu, con trai chị là sinh viên đứng đầu thôn đấy. Lúc trước khi đưa nó đến trường, cả thôn đều ở đó, trưởng thôn còn đặc biệt tặng nó 500 tệ đấy. Lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Sơn nhà chị, nhưng chị không đồng ý, con trai chị không thích con gái trong thôn, bọn họ căn bản không xứng với con trai chị. Hơn nữa khi lên đại học nó còn được nhận học bổng, mấy nghìn tệ lận, bây giờ tốt nghiệp rồi, có tiền đồ lắm, đang làm thực tập sinh vị trí quản lý của một tập đoàn vận tải, thoải mái lắm. Lãnh đạo cũng khen nó thông minh, trẻ tuổi mà nhanh nhẹn, hoàn thành công việc trôi chảy, sau này ít nhất cũng được lên cấp bậc quản lý. Bây giờ tiền lương cũng phải 5-6 nghìn tệ một tháng, sau này mà làm quản lý thì chắc cũng phải trên 10 nghìn. Người trẻ vẫn nên học hành, có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân. Mặc dù là dân quê, nhưng con trai chị lợi hại lắm, học hành giỏi giang. Chị làm mẹ nó mà cũng được hưởng nhờ, em nói đúng không em hai? Không học hành không bằng cấp, không kiến thức, sau cũng chỉ là kẻ vô dụng. Mặc dù Nguyệt Giao nhà chúng ta không bằng nhưng cũng là có công việc ổn định, làm ở bệnh viện nhất định có nhiều mối quan hệ. Về sau con cũng phải học hỏi Nguyệt Giao đi, trẻ tuổi thì nên qua lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đều là người một nhà, sau này nhất định còn phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng như ai đó, cả ngày lướt điện thoại, ăn mặc quần áo chẳng ra sao, ra đường người ta cười cho. Đường Mẫn đương nhiên nghe phát là biết Tôn Hiểu Dĩnh đang ném đá giấu tay, ý bảo Tần Lâm chẳng ra gì.
Bây giờ Tiểu Lâm tự mở phòng khám riêng, làm ăn ổn lắm, con cháu tự có phúc của con cháu. Ha ha ha. Lâm Nguyệt Giao cũng nghe ra, bà mợ hai này miệng đầy lời khinh miệt, còn tâng bốc con trai mình lên trời, thực sự hợp với tính cách của mấy bác ở quê đấy. Đường Giang Sơn cười lớn, Tần Lâm trông có vẻ chẳng có học thức, hơn nữa cũng chẳng giống người có bản lĩnh, cảm giác ưu việt của Đường Giang Sơn được thể hiện ra rồi, bản thân là sinh viên đại học hàng thật giá thật, còn Tần Lâm chỉ mở phòng khám, có thể so với anh ta sao? Tự mở phòng khám thì có gì chứ, cậu ta á? Ha ha ha, người xưa có câu gì nhỉ, người trẻ tuổi làm việc không vững, không có kinh nghiệm, mới có 20 tuổi đầu, mở phòng khám thì ai dám đến mà khám chứ? Người trẻ tuổi vẫn nên tìm công việc, 20 tuổi đầu mà muốn làm ông lão đông y 50-60 tuổi à, đúng là chẳng làm được việc gì đứng đắn. Đường Vũ nhìn Tần Lâm, thật thà nói, mặc dù ông ta không nhớ được dáng vẻ của chị cả, nhưng cũng là cháu ngoại mình, Đường Vũ vẫn muốn thân cận. Được rồi, hai người bớt cái mồm lại đi, Tiểu Lâm bây giờ sống cũng không dễ dàng, anh nghe nói chị cả và anh rể đều qua đời rồi, chỉ còn lại mỗi mình thằng bé. Sau này nếu có chuyện gì cậu hai có thể giúp được thì cháu cứ nói. Mặc dù cậu hai không có học thức, nhưng vẫn có sức lực. Ông thì làm được gì, chỉ biết nói bừa. Tôn Hiểu Dĩnh trừng mắt nhìn Đường Vũ, oán giận người đàn ông của mình chỉ biết nói vớ vẩn, hứa bừa với người ta như vậy để làm gì. Bà ta lo nhỡ may sau này Tần Lâm thực sự tìm đến nhờ bọn họ giúp đỡ thì phải làm sao. Tần Lâm mỉm cười, lời cậu hai nói khiến Tần Lâm ấm lòng. Mặc dù Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn khinh thường anh, nhưng dù sao cậu hai cũng rất tốt với anh. Cảm ơn cậu hai. Đường Mẫn đỏ mắt, lộ vẻ xúc động. Hai, nhiều năm trôi qua thế này, anh hai, anh vất vả rồi. Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao vô cùng ngạc nhiên, hôm nay Đường Vũ xuất hiện cũng quá đột ngột, đừng nói đến Tần Lâm, ngay cả là Lâm Nguyệt Giao cũng rất kinh ngạc, trước kia cô ấy thậm chí còn không biết người cậu hai này có tồn tại. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày. Vô cùng hiếu kỳ mà hỏi. Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đường Mẫn nhìn anh hai Đường Vũ. Nếu nói từ đầu thì phải nhắc đến người đời trước, cậu hai con mệnh khổ, nhà họ Đường còn nợ cậu hai con nhiều lắm. Đường Vũ phất tay. Được rồi, Tiểu Mẫn, chuyện qua rồi thì đừng nhắc đến nữa, chỉ cần em nhớ đến người anh hai này là được rồi. Tôn Hiểu Dĩnh vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống. Mấy năm nay chỉ với anh hai em. Còn có Giang Sơn thực sự chịu không ít khổ cực. Cuộc sống ở nông thôn, em không biết đâu em hai à, bọn chị làm chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ sống qua ngày, khổ lắm em ơi. Mùa đông không có áo bông, 20 năm nay, phải chịu không ít khổ, thôi không cần nhắc đến nữa. Đường Mẫn gật đầu. Chị dâu, chị khổ cực quá. Hơn 40 năm trước, khi nhà họ Đường còn chưa phát tài, mẹ cũng vẫn là đứa trẻ nhà nghèo, lúc đó cũng phải khoảng những năm 70-80. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sinh ra một đứa trẻ, có đứa lạc mất, có đứa chết, không nuôi sống được, nhưng vẫn còn lại khá nhiều con. Mà nhà họ Đường lúc ấy, con cái trong nhà rất đông, cơm không đủ ăn, miệng ăn ngày càng nhiều, ăn cũng ngày càng nhiều, đứa lớn ăn không đủ, đứa nhỏ ăn cũng không đủ, bất đắc dĩ, ông bà nội mới nghĩ ra một cách, đó là đem con cho gia đình không sinh được con. Lúc đó cũng không còn cách nào khác, khoảng 45-46 năm trước. Chính là lúc cả nước bị mất mùa, nhà ai mà chẳng có đến 4 năm đứa con. Lúc đó, đứa con lớn thì lớn quá, đã hiểu chuyện rồi, mà đứa nhỏ thì quá nhỏ, còn chưa dứt sữa mẹ, bất đắc dĩ chỉ có thể tặng cậu hai mới hơi hiểu chuyện cho người khác để giảm một phần ăn trong gia đình, như vậy mới có thể để mọi người có cái ăn, hoặc ít nhất không bị chết đói. Chính bởi vì cậu hai con bị đem tặng vậy nên chúng ta mới sống sót được, vậy nên nhà họ Đường còn nợ cậu hai nhiều lắm, mấy năm nay. Dường như không có ai nhắc đến, cậu hai năm đó vô cùng ngang bướng, vậy nên ngay cả mẹ đến tìm mấy lần, cậu hai con cũng không đi ra. Bởi vì mẹ biết, cậu hai trong lòng vẫn hận bố mẹ, thậm chí hận chúng ta. Đường Mẫn thành khẩn nói, mắt hơi ướt, dường như trở lại những năm tháng nghèo khó đó. Bà áy náy vô cùng với anh hai, ít nhất Đường Mẫn cảm kích ông ta, không có anh hai có lẽ bà cũng bị chết đói. Tần Lâm hơi gật đầu, chuyện năm đó. Bọn họ cũng không biết tới, nhưng từ lịch sử, có vẻ như nhà họ Đường cũng nợ Đường Vũ không ít, cậu hai của mình bị đưa đến nông thôn, trở thành đứa trẻ nhà người khác, đã mấy chục năm trôi qua, lịch sử đã phủi đầy bụi, nếu như Đường Mẫn không lật lại, chắc cả đời này nó cũng rơi vào quên lãng, không ai có thể biết được.
Tôn Hiểu Dĩnh nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà nói, lòng đầy chua xót. Không cần nhắc lại, mấy năm nay bọn chị sống thế nào á? Hu hu hu, đúng là khổ, đúng là đau lòng, Giang Sơn nhà chị trưởng thành được như này cũng không dễ dàng gì. Em hai, em nói đúng lắm, Đường Vũ nhà chúng ta đúng là mệnh không tốt, dựa vào đâu không cho đứa lớn, không cho đứa nhỏ, mà lại cho Đường Vũ nhà chúng ta đi, dựa vào đâu chứ? Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau, Tôn Hiểu Dĩnh này đúng là buồn cười. Còn cố ý làm bộ làm tịch, ít nhất như Tần Lâm thấy, mợ hai này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đúng là đến đây diễn kịch kêu khổ mà. Đường Mẫn kéo tay anh hai, vành mắt ửng đỏ. Hai, đều là lỗi của bố mẹ, anh hai, có gì khó chịu, anh hãy nói với em, mấy năm gần đây, bọn em nợ anh quá nhiều. Bà ấy không nhớ chuyện năm đó, bản thân mới chỉ 2 tuổi mà thôi, nhưng bà ấy biết, một giọt máu đào hơn ao nước lã, tình cảm anh chị em mãi mãi không dứt được. Đường Giang Sơn lau nước mắt nói. Cô nói hay lắm cô hai, chỉ có cô hiểu nhà chúng cháu sống thế nào, khi cháu còn nhỏ, lúc ăn Tết, chỉ có thể mặc áo bông quần bông, giày bông cũ của người khác, hơn nữa còn phải khâu vá sửa lại suốt 3 năm, bố cháu vì vậy mà cơ thể cũng mệt mỏi tiêu tụy, toàn thân nhiều bệnh, lần này cháu đến thành phố là đến đưa bố đi khám bệnh, tận hiếu với bố. Hai mẹ con than thở dầu dĩ, khiến cho Đường Mẫn vô cùng đồng cảm với đứa cháu ngoại này. Lời Đường Mẫn khiến mắt Tôn Hiểu Dĩnh lập tức sáng lên, cơ hội đến rồi. Anh hai, chị dâu, hai người ngồi xuống nói đi, mấy năm không gặp, em biết mọi người sống không tốt, mọi người có yêu cầu gì, chỉ cần em có thể giúp được, em chắc chắn sẽ không chối từ. Tôn Hiểu Dĩnh vui như hoa nở, bà ta vốn đến để mượn tiền, bây giờ Đường Mẫn đã chủ động mở lời, chuyện này nắm chắc 8-9 phần rồi, nhất định sẽ thành công. Trông em hai này có vẻ giàu có, hơn nữa chẳng thiếu gì tiền, đã nói đến đây, nếu như mà mình không mượn chút tiền thì đúng là có lỗi mà. Tôn Hiểu Dĩnh cười hả hê trong lòng, xoa tay, nhao nhao muốn thử, còn lão già Đường Vũ thì cứ mãi cúi đầu, dáng vẻ vô cùng khó chịu, nhất định không để ý đến chuyện mượn tiền, vừa nhìn thấy ông ta, Tôn Hiểu Dĩnh liền giận không chỗ phát tiết. Mọi người đều ngồi xuống, Lâm Nguyệt Giao tựa như không tập trung, ở bên kia chơi điện thoại, Tần Lâm nhìn cô ấy, Lâm Nguyệt Giao liền trừng mắt tức giận, che điện thoại đi, cứ như sợ Tần Lâm nhìn thấy thứ gì đó. Tần Lâm đột nhiên nhận được tin nhắn. Hóa ra là Lâm Nguyệt Giao nhắn. Tần Đại Sư, dạo này chúng tôi có hoạt động tổ chức cho người yêu y học, tôi có thể mời anh đến tham gia không? Tần Lâm sững sờ, cười khổ trong lòng, có vẻ như cô gái này đang gửi tin nhắn cho Tần Đại Sư, nhỉ? Tần Lâm nói với cậu hai và dì hai. Xin lỗi, cháu phải đi vào nhà vệ sinh. Lúc nào, không biết tôi có thời gian không? Trả lời tin nhắn xong, Tần Lâm đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Nguyệt Giao nhận được tin nhắn thì cảm thấy thấp thỏm, không biết nên nói gì, nhưng Tần Đại Sư đã trả lời tin nhắn của mình thì có nghĩ là Tần Đại Sư có quan tâm đến cô. Ngày mai có được không Tần Đại Sư? Anh có thời gian không? Tần Lâm vừa ngồi xuống lại nhận được tin nhắn, may anh để chế độ im lặng. Cháu đi vào nhà vệ sinh thêm lần nữa. Tần Lâm trả lời. Được, ở đâu đấy, cô gửi tin nhắn cho tôi nhất định sẽ đi. Sau khi Tần Lâm đi ra ngoài, Lâm Nguyệt Giao trợn mắt nhìn anh, tên này đi vệ sinh xong chưa vậy? À, cũng chưa chắc, để tôi gửi tin nhắn hỏi xem sao. Lâm Nguyệt Giao gửi tin nhắn cho bạn người tổ chức hoạt động này. Tần Lâm vừa đặt mông ngồi xuống, Lâm Nguyệt Giao lại gửi tin nhắn. Tập trung ở cổng công viên Hải Sư, sau đó sẽ đi đến núi Võ Miếu. Sau khi Lâm Nguyệt Giao gửi tin nhắn, vẫn đợi Tần Đại Sư trả lời. Nhưng tại sao Tần Đại Sư không trả lời? Tần Đại Sư, anh có đó không? Anh trả lời được không? Tần Đại Sư, anh nghĩ đến đâu rồi? Anh còn ở đấy không? Tần Đại Sư, nói gì đi mà? Lâm Nguyệt Giao cứ gửi tin nhắn cho Tần Đại Sư nhưng Tần Đại Sư vẫn không trả lời. Cô sốt ruột muốn chết. Tần Lâm cười nói. Xin lỗi, anh đi vệ sinh thêm lần nữa. Lâm Nguyệt Giao bực mình nói. Tần Đại Sư không trả lời cô khiến khó chịu, Tần Lâm thì cứ ở trước mặt cô đi đi lại lại. Anh xong chưa vậy, cứ một tí lại đi vệ sinh, anh bị bệnh à? Tần Lâm liếc Lâm Nguyệt Giao một cái. Người có 3 cái gấp, anh không được đi vệ sinh à? Chẳng phải em cứ cúi đầu chơi điện thoại sao? Lâm Nguyệt Giao nghiêm trang nói. Em giống với anh sao? Em nói chuyện với Tần Đại Sư,
Em muốn mời Tần đại sư tham gia hoạt động y học, chuyện lớn như vậy, em nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Đường Mẫn nhìn Lâm Nguyệt Giao, chăm chú mà nói. Tần đại sư, có phải cái người đã đề bạt con mà không cần con trả ơn không? Nghe nói bây giờ Tần đại sư là người nổi tiếng, con không được thất lễ với Tần đại sư đâu. Lâm Nguyệt Giao ôm điện thoại, mặt đầy vẻ ngọt ngào. Con biết rồi mà, quan hệ của con với Tần đại sư tốt lắm, mẹ yên tâm. Được. Tần Lâm chỉ trả lời một chữ, sợ Lâm Nguyệt Giao phát hiện ra, cũng không nói nhiều. Lâm Nguyệt Giao hưng phấn bừng bừng, mặt đầy kích động, Tần đại sư đồng ý với cô ấy rồi. Mẹ xem này, Tần đại sư đồng ý tham gia hoạt động rồi nè. Con đâu có lừa mẹ đâu. Ồ, thật à, Tần đại sư là người còn lợi hại hơn viện trưởng của bệnh viện bọn con ấy, con phải nắm lấy cơ hội này, học tập từ Tần đại sư. Đường Mẫn thành khẩn chỉ dạy con gái, cũng vui thay cho con gái vì có cơ hội để kéo gần quan hệ với Tần đại sư. Tần đại sư là đại sư chân chính, nếu như có thể học được thứ gì đó từ anh thì đúng là hữu dụng cả đời. Lâm Nguyệt Giao mím môi, sắc mặt vui vẻ. Vâng vâng, con biết rồi. Tôn Hiểu Dĩnh khinh bỉ nói, Tần Lâm trong mắt bà ta, chẳng qua chỉ là tên thanh niên ăn hại, chẳng biết cầu tiến gì cả. Cùng là họ Tần, làm người sao mà khoảng cách xa vậy? Mợ thấy cháu với Tần đại sư là người cùng một thế hệ, cháu xem cháu. Có xứng với họ Tần không? Trẻ tuổi mà mở phòng khám, cháu nghĩ cháu là Tần đại sư thật à? Đường Mẫn nhíu mày, dù sao cũng là con của chị cả, cũng là cháu ngoại của mình. Được rồi, chị dâu, Tiểu Lâm bây giờ sống một mình cũng không dễ dàng gì, chị bớt nói hai câu đi. Lúc này, Lâm Vũ, chồng của Đường Mẫn cũng về. Đường Mẫn nói, chồng về rồi à, để tôi giới thiệu với ông, đây là anh hai thất lạc nhiều năm của tôi, còn đây là chị dâu. Đây là con trai họ, Đường Giang Sơn. Anh hai, em là Lâm Vũ, chồng của Tiểu Mẫn. Lâm Vũ gật đầu, mỉm cười, bắt tay Đường Vũ. Đường Vũ cũng kinh ngạc, trông Lâm Vũ có vẻ đẹp trai tài giỏi, đã qua tuổi trung niên mà vẫn rất trẻ trung như thanh niên, bản thân thì sắp thành ông già rồi, trong lòng Đường Vũ thấy hơi ngại ngại. Đường Vũ liên tục gật đầu, cũng không biết nên nói gì mới ổn. Trông Lâm Vũ sau khi về nhà thì rõ ràng có hơi mất tự nhiên. Dù sao cũng là lần đầu gặp, Đường Mẫn còn đỡ, lúc trước bọn họ từng gặp nhau hai lần, hơn nữa còn là anh em ruột, có điều đây là lần đầu gặp ông em rể này, vừa nhìn là biết là ông chủ lớn. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói. Em rể, chào em, chị là vợ của Đường Vũ, nếu em rể đã về rồi thì chúng ta ăn cơm thôi. Lâm Vũ cười nói, nhìn Tần Lâm, hơi gật đầu. Đúng đúng đúng. Tiểu Mẫn, mau đi ăn cơm thôi, anh hai, chị dâu nhất định đói rồi. Tài nấu nướng của Đường Mẫn không tồi, làm 20 món, cả nhà hòa hợp, quây quần bên mâm cơm. Đường Mẫn rất vui, dù sao nhiều năm thế này rồi, anh hai, chị dâu có thể ngồi ăn bữa cơm với bọn họ, Đường Mẫn cũng mừng thầm trong lòng. Con người càng có tuổi, càng cảm thấy trân trọng người thân, hơn nữa lúc trước anh hai cũng vì gia đình mình nên mới xa cách bọn họ, đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa cuộc sống của anh hai không tốt, Đường Mẫn cũng cảm thấy hổ thẹn với ông ta. Lúc này Tần Lâm đương nhiên trở thành người ngoài cuộc, Tôn Hiểu Dĩnh không ngừng lải nhải, cũng là người nói nhiều nhất, chỉ có Đường Vũ nói mấy câu cùng Tần Lâm, người cậu hai không giỏi ăn nói này thấy có vẻ một ngạt, Tôn Hiểu Dĩnh lại còn chẳng thèm nhìn Tần Lâm lấy một cái. Nói chuyện đi, Tôn Hiểu Dĩnh nói nhỏ, vẫn cứ dẫm lên chân Đường Vũ, sắc mặt đầy khó chịu, Đường Vũ thì cứ trầm mặc ăn cơm. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng luôn cảm thấy buồn bực. Có điều Đường Vũ cũng biết, nếu mình không nói thì con trai sẽ không kết hôn được, ông ta không ngừng đấu tranh nội tâm, Đường Vũ cuối cùng cũng thỏa hiệp, mặc dù ông ta là người không thích nợ người khác. Thì, Tiểu Mẫn, lần này đến đây, anh thực sự có chuyện muốn nhờ em. Lời Đường Vũ khiến Đường Mẫn sững sờ, anh hai có chuyện gì khó nói sao? Có điều Đường Mẫn nhất định không ngại, bà ấy cười nói. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, chúng ta đều là người một nhà, mà người một nhà thì không cần phải ngại, chỉ cần em làm được thì em nhất định sẽ không từ chối, có yêu cầu gì anh cứ nói. Lời Đường Mẫn khiến Tôn Hiểu Dĩnh càng nắm chắc, ông xem, ông đúng là cái đồ vô dụng, người ta đã nói đến thế rồi, mà ông cứ úp úp mở mở, lão già, ông có biết xấu hổ không vậy? Đường Giang Sơn cũng thấy sốt ruột, ăn kha khá cơm rồi, bữa cơm này bình yên hạnh phúc. Lúc này có thế mà bố cũng không dám nói,
anh ta sốt ruột muốn chết, bạn gái của anh ta thì cứ giục anh ta thôi. Đường Vũ nói nhỏ, bộ dạng khó xử. Ừ thì, Giang Sơn sắp đến tuổi kết hôn, cả nhà cũng hài lòng với người yêu của thằng bé, bọn anh cũng muốn nó kết hôn sớm một chút. Đường Mẫn vui mừng, nhìn về phía đường Giang Sơn. Đây là chuyện tốt mà. Cháu trai sắp kết hôn là chuyện tốt, cả nhà em nhất định sẽ đến đấy. Tần Lâm dửng dưng cười một tiếng, hóa ra là đến để mượn tiền, trông cậu hai chẳng muốn gì cả, mặc dù ông ta không có tiền nhưng vẫn là một người có cốt cách, không muốn nợ người khác. Nhưng vẻ mặt của ông ta rất khó xử, bởi vì áp lực của việc làm bố, còn có sự thúc ép của vợ, bản thân ông ta cũng không biết phải làm sao. Giọng Đường Vũ càng ngày càng nhỏ. Bọn anh còn thiếu chút tiền, mấy năm nay cũng không kiếm được nhiều tiền, thật sự không lấy ra được, cho nên. Ồ, anh hai, anh thiếu tiền phải không? Ha ha ha, vậy thì anh cứ nói với em, chúng ta là người một nhà, em biết bọn anh cũng không giàu có gì, em cũng không có ý huênh hoang, anh hai cứ nói thẳng, anh cần bao nhiêu? Đường Mẫn đã vào thẳng vấn đề như thế, bây giờ người nhà họ cũng được coi là có tiền, hơn nữa nợ anh hai nhiều năm, chỉ cần trong khả năng cho phép, Đường Mẫn nhất định không từ chối. Đường Vũ nói, 500.000, cái gì, 500.000? Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt nhìn cả nhà cậu hai, không ngờ được, ông ta lại bảo 500.000, đúng là biết đòi thật. Bản thân cô ấy còn chưa bao giờ tiêu nhiều tiền như thế đâu, hơn nữa sau khi đi làm, cũng chưa từng xin gia đình tiền. Cho dù mẹ có lấy được tài sản từ nhà họ Đường thì họ cũng không có phô trương lãng phí. Dù sao từ rất lâu về trước, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, bố mẹ chỉ tài giỏi hơn người bình thường đôi chút, chứ không được xưng là đại gia. Bây giờ công việc của bố vào quỹ đạo, mẹ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Đường, lúc này bọn họ mới được coi là có tiền. 500.000, lấy vợ ở nông thôn bây giờ cần nhiều tiền vậy à? Đường Mẫn nhíu mày, không phải là bà ấy không có nhiều tiền như vậy, mà cưới vợ mà dùng nhiều tiền vậy sao? Trông dáng vẻ của anh hai dường như rất không muốn mở miệng hỏi mượn tiền. Nếu như anh hai sinh trọng bệnh cần chữa trị hoặc cần tiền dưỡng lão, cho dù có là 1 triệu thì Đường Mẫn cũng không nhíu mày. Nhưng lấy vợ thì đâu cần tốn kém như vậy. 500.000 hơi nhiều đấy. Lâm Vũ cũng sững sờ, nhìn Đường Mẫn, vợ chồng hai người vẫn khá ăn ý, bọn họ không quan tâm chuyện tiền nong, chỉ là cảm thấy lấy vợ không cần nhiều tiền như vậy, anh hai chẳng nhẽ gặp phải cái gì khó khăn sao. Đường Vũ phất tay, mặt mày ngượng ngùng. Không sao, nếu như không có thì thôi. Một đồng tiền khó đánh đổ anh hùng. Cảm giác đi mượn tiền khiến ông ta rất khó chịu. Hơn nữa mặt như muốn bùng cháy. Cho dù là em gái mình thì cũng không khỏi khó chịu. Mấy năm nay, Đường Vũ sống rất khổ cực, nhưng ông ta chưa bao giờ cầu xin người khác. Nếu như không rơi vào bước đường cùng thì ông ta cũng sẽ không đến đây. Sắc mặt Đường Giang Sơn trầm xuống, trong lòng hết sức không vui. Sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh lại càng thay đổi, mới vừa rồi còn vui vẻ, trong nháy mắt vẻ vui vẻ kia đã biến mất. Đây rõ ràng là vớ vẩn mà. Mới vừa rồi còn bảo nợ mình, cái gì cũng sẽ giúp, bây giờ lại trở mặt. Thật sự không biết xấu hổ, Tôn Hiểu Dĩnh nổi giận đùng đùng, lửa giận dâng lên tận trời. Hai, rốt cuộc cũng là người thân nghèo khó, người ta cho dù có tiền cũng không dám cho chúng ta mượn. Ha ha ha, vừa nãy còn nói luôn mồm luôn miệng, bảo nợ nhà Đường Vũ chúng tôi, bây giờ mượn ít tiền liền lật mặt. Thế giới bây giờ đúng là không có tiền ai cũng khinh mình. Cái thứ như ân tình. Còn ai nhớ nữa đâu, miệng thì nói hay lắm, vào thời khắc quan trọng thì lại vắt cổ chảy ra nước. Không có tiền thì không có tiền, không cho mượn thì không cho mượn, cần gì phải nói lời hoa mỹ, đừng có cho người khác hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng của người ta. Cho dù chúng tôi nghèo thì chúng tôi cũng không thể bị người khác bắt nạt như vậy được. Tôn Hiểu Dĩnh lầm bầm nói, vẻ mặt vô cùng khó coi, rũ mi mắt. Lời bà ta nói khiến cho Lâm Vũ nháy mắt cứng họng, nhìn về phía Đường Mẫn. Đường Mẫn vội vàng nói. Chị dâu, sao chị lại nói vậy, bọn em đâu có ý gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều. Giang Sơn kết hôn là chuyện tốt, hơn nữa là chuyện tốt của nhà họ Đường chúng ta, em làm sao lại không ủng hộ chứ? Nhưng kết hôn sao lại cần nhiều tiền như vậy? Tôn Hiểu Dĩnh nói. Không cho mượn thì không cho mượn, chúng tôi cũng đâu phải không sống nổi, cứ làm như chúng tôi đi xin cơm vậy, chúng tôi đến nhận người thân, chứ không phải đến xem mấy người huênh hoang. Mấy người có tiền đấy, nhưng có tiền mà chẳng giúp đỡ được họ hàng nghèo, vậy thì sao được coi là người có tiền?
chẳng nhẽ là mấy kẻ giàu bất nhân sao? Nhiều năm thế này, cô phải biết, chúng tôi sống thế nào, anh hai cô làm công nhân ở công trường, kiếm được bao nhiêu tiền đều tiêu hết cho Giang Sơn, chỉ có một phần là cho gia đình dùng. Cái gì chúng tôi cũng không nỡ mua, tôi phải nhịn ăn nhịn tiêu, sống khổ cực là vì nhà họ Đường mấy người. Bây giờ tôi đến mượn ít tiền thì sao chứ? Mấy người khinh chúng tôi thì thôi đi, lại còn khinh cả anh hai của cô. Tôi chỉ là một người phụ nữ thôn quê, không có học thức, nhưng tôi vẫn biết câu nói được phải làm được, chúng tôi chẳng phải nghèo sao. Nhưng chúng tôi có cốt cách, chúng tôi không lấy tiền của người khác, chúng tôi cũng không nói mình cần tiền, chúng tôi mượn, mấy người xem, mấy người tiếng nào tiếng ấy bảo nợ Đường Vũ nhà chúng tôi, bây giờ ngay cả tiền cũng không cho mượn, coi như tôi nhìn rõ rồi, tục ngữ nói cấm có sai, nghèo thì ở trên đường chẳng lấy ai hỏi, giàu ở trong núi sâu cũng có người đến thăm, mấy người là sợ tôi không trả nổi chứ gì. Lời Tôn Hiểu Dĩnh khiến cho sắc mặt Đường Mẫn vô cùng khó coi, trong lòng bà ấy cũng rất khó chịu, nhìn dáng vẻ của anh hai, có vẻ rất khó xử, trong lòng bà chỉ biết cười gượng. Đường Mẫn hỏi, chị dâu đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác. Anh cả, mọi người muốn mua nhà trong thành phố cho Giang Sơn à? Đường Vũ nắm lấy gấu áo, khuôn mặt già âm trầm, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, khi mượn tiền đều phải nhìn sắc mặt của người khác cả. Không phải. Trong nhà vốn có tiền, hai năm nay cũng vay mượn được một ít, mua được một căn hơn 60 mét vuông cho Giang Sơn, nhưng con gái nhà người ta đòi 500.000 mới đồng ý kết hôn. Đây là tiền sinh lễ, thiếu một đồng cũng không được, bọn anh thực sự không có tiền, nên mới đến mượn em. Đường Mẫn sững sờ, hóa ra là tiền sinh lễ như này thì đắt quá. 500.000 tiền sinh lễ, đây chắc phải muốn lấy hai cái mạng già này sao, đều là gia đình ở nông thôn. Sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy? Hơn nữa còn mua nhà cho con rồi, hai người bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cho dù đập nồi bán sắt thì cũng không thể nào kiếm được nhiều tiền như thế. Hơn nữa bây giờ nhà nước đang đẩy mạnh đề xướng không đòi sính lễ giá trên trời, đây chẳng phải rõ ràng là đòi tiền à? Đây đâu phải kết hôn, là đòi tiền mới đúng. Lâm Vũ trầm giọng nói. Giang Sơn thì nói thế nào? Đâu thể không làm công tác tư tưởng được. Nhiều tiền như vậy chẳng phải bán con gái đi sao, hơn nữa chúng ta có nhà, con cái kết hôn đưa mấy chục nghìn tiền sính lễ lấy lệ thôi, quan trọng nhất là tình cảm đôi bên, đây chẳng phải đùa giỡn sao. Ông cũng không phải không đồng ý cho vay chỗ tiền này, nhưng đã đưa tiền cho hai người để dưỡng lão thì được, chứ tuổi trẻ có chân có tay, kết hôn mà lại đòi nhiều tiền như vậy, căn bản chẳng thèm suy xét đến bố mẹ ở nông thôn, Đường Giang Sơn này không biết nghĩ gì trong đầu. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nhìn Đường Vũ nói, đổ hết tất cả mọi sự giận dữ lên người Đường Vũ, nói trắng ra nói cạnh nói khóe, hơn nữa nói còn vô cùng khó nghe. Không cho mượn thì không cho mượn, mấy chục nghìn tệ bây giờ thì làm được cái gì? Chẳng làm được cái gì cả, mấy người đứng đó nói thì sao biết gì, mấy người có tiền, đương nhiên cảm thấy kết hôn có tiền cũng chẳng làm được gì. Chúng tôi đều là người ở quê, lấy vợ cho con thì phải lấy hết tiền tích lũy cả đời. Nói chung là vét hết vốn liếng để đưa cho con. Dù sao cũng đâu phải con mấy người sẽ thấy chẳng sao cả, con trai tôi không lấy được vợ thì nó sẽ trách chúng tôi cả đời. Con bên nhà gái mà đòi mấy chục nghìn thôi chẳng phải là bỏ phí bát cơm sao? Nếu là tôi cũng không gả, mấy người nói nhiều như vậy, chẳng phải là không muốn cho mượn sao? Tôi biết, trong lòng mấy người nghĩ gì, người có tiền chẳng phải luôn khinh thường người không có tiền như chúng tôi sao? Sợ cho chúng tôi mượn tiền, sợ ông Đường của tôi không kiếm được mấy đồng, không trả được cho mấy người. Còn là người thân nữa à, người thân cứt ấy, xã hội bây giờ, cái không đáng tiền nhất chính là tình thân, có tiền thì là họ hàng, không có thì còn không dám nhận là hàng xóm. Coi như là tôi hiểu rồi, chúng tôi chẳng phải không có năng lực sao? Chúng tôi chẳng phải không có tiền sao? Không có tiền cũng đâu phải lỗi của chúng tôi, không có 500.000. Con trai tôi không lấy được vợ thì không nói, nhưng tôi cũng không bế được cháu trai, Đường Vũ, ông đúng là cái đồ vô dụng không có bản lĩnh, ông khiến nhà họ Đường chúng ta đoạn tử tuyệt tôn rồi. Đường Mẫn và Lâm Vũ sững sờ, không ngờ Đường Giang Sơn lại lên xe trước lấy vé sau, con gái nhà người ta có thai rồi, có con của nhà họ Đường cũ rồi, chẳng trách lúc này cứ đòi kết hôn, hơn nữa còn đòi nhiều sính lễ như vậy, đây rõ ràng là dùng đứa bé để uy hiếp người khác mà. Cái gì, ý của chị dâu là cô gái kia có thai rồi à? Đường Giang Sơn tự hào nói. Băng Nghiên nói,
nếu như cháu không có 500.000 thì sẽ không kết hôn với cháu. Như vậy, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ không hạnh phúc, hơn nữa không có tiền đảm bảo, cô ấy sẽ không dám sinh đứa bé ra, sinh nó ra cũng không có tiền nuôi, không có tiền mua sữa cho con, thế thì sống thế nào được. Cháu cảm thấy Băng Nghiên nói đúng, hôn nhân nhất định phải có vật chất làm trụ cột, nếu không, cháu mà là cô ấy, cháu cũng không dám sinh con ra, một khi sinh nó ra thì không được như mẹ cháu, ăn uống khổ sở, cháu không muốn con trai cháu về sau phải sống cuộc đời như vậy. Tần Lâm cười nhạo một tiếng, người này nghĩ mình là phú nhị đại à? Đến mượn tiền mà kiêu ngạo như vậy, bản thân không còn bản lĩnh mà còn lý sự như vậy, đúng là hổ mẹ sinh hổ tử, tật xấu của Tôn Hiểu Dĩnh được Đường Giang Sơn kế thừa hoàn toàn. Hơn nữa còn phát huy tính không biết xấu hổ đến cùng. Tần Lâm lắc đầu cười nói. Cậu muốn cho vợ cậu có cuộc sống tốt thì cậu phải có bản lĩnh, chuyện này đâu thể dựa vào tiền đi mượn để duy trì được. Mạch suy nghĩ của cậu cũng kỳ lạ thật, chẳng giống người khác chút nào. Lâm Nguyệt Giao cũng đồng ý mà gật đầu, Tần Lâm nói đúng lắm. Lâm Nguyệt Giao thở dài nói. Đúng vậy anh họ, anh muốn cho chị dâu một cuộc sống tốt đẹp là chuyện không sai nhưng anh phải tự mình nỗ lực chứ, đâu thể dựa vào việc mượn tiền để duy trì cuộc sống ấy, còn tỏ vẻ có lý chẳng sợ, anh làm thế nào vậy? Mặt Đường Giang Sơn đỏ ửng lên, tay chân hơi luống cuống. Tôn Hiểu Dĩnh mắng chửi. Cô xem, không cho thì không cho, bây giờ bọn con cháu còn sỉ nhục chúng ta, Đường Vũ, đều tại ông xem ông có loại người thân như nào này. Ông xem, tôi đã bảo không đến rồi mà ông cứ đòi đến để rồi bị mất mặt như giờ. Đến để người khác cười chúng ta, đến để mua vui cho người khác. Còn có cậu nữa, tên họ Tần kia, cậu có tư cách cười con trai tôi á? Cậu cũng đâu có mượn tiền cậu là cái thá gì? Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cậu không biết xấu hổ à? Tần Lâm cười nói. Bà có mượn tiền tôi cũng không cho. Cậu, dì hai nói nhỏ, cả nhà làm loạn đến mức mất vui, rõ ràng đây không phải điều dì hai muốn nhìn thấy. Tiểu Lâm, cháu bớt lời lại đi. Đường Mẫn nói. Chị dâu, Tiểu Lâm và Nguyệt Giao là trẻ con, chị đừng để ý bọn nó cũng chỉ vô tâm thôi. Tôn Hiểu Dĩnh ngồi bệt xuống đất. Bắt đầu la khóc om sòm. Vô tâm á, sao tôi không cảm thấy bọn nó vô tâm nhỉ? Lão Đường, ông xem người nhà ông, tôi nói chúng ta thả đi bán máu cũng không đến, uống cứ muốn cúi đầu xin người ta, tôi không muốn bị người ta sỉ nhục. Ông lại la ó, ông liên tục bảo em hai ông tốt thế nào, nhất định sẽ không có chuyện thấy chết không cứu. Giờ thì hay rồi, người ta vả mặt chúng ta, thế này ông vui chưa? Ông vui chưa, cái bản mặt già của ông giờ mất hết rồi. Cả đời Tôn Hiểu Dĩnh tôi chưa từng mất mặt thế này, ông là đồ chết tiệt, hu hu hu. Chẳng phải ông bảo nhà họ Đường nợ ông sao, chẳng phải ông bảo ông có địa vị trong tim nhà họ Đường sao. Hu hu hu, sao bây giờ lại như vậy, chúng ta nhiệt tình mà họ lại lạnh lùng. Lần này ông biết tôi khổ sở thế nào không, tôi đã bảo không đến rồi mà ông cứ đòi đến, ông đúng là không biết xấu hổ. Ông coi người ta là người thân, người ta có coi ông là người thân không? Hu hu hu, sao tôi lại gả cho một tên vô dụng như ông chứ, bây giờ cháu tôi được mấy tháng rồi, tôi không được ôm cháu trai tôi thì tôi sẽ liều mạng với ông. Ông đúng là đồ đáng chết, bây giờ con trai không có tiền kết hôn, đều tại ông ấy. Ông mà kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta đâu phải đến đây cầu xin. Cả đời làm công nhân khổ muốn chết, ông đúng là không xứng với họ Đường. Ông nhìn người ta xem, ai ai cũng gọn gàng sạch sẽ, ông nhìn lại mình đi, rõ ràng là thằng công nhân. Hơn nữa còn là một ông công nhân không biết cầu tiến, sao tôi lại gả cho ông vậy? Hu hu hu, ông đúng là đồ trời đánh, con bé kia mà dám phá cháu trai tôi thì ông không xong với tôi đâu, không xong đâu. Đường Vũ, ông đợi tôi ly hôn với ông đi. Tôn Hiểu Dĩnh khóc lóc om sòm, gào thét, ngồi dưới đất khóc lóc không ngừng, trông có vẻ rất thương tâm. Mặt Đường Vũ hết sức khó coi, nhưng ông ta nổi danh sợ vợ, ông ta cũng không dám nói nhiều với cái con cọp cái này. Tôn Hiểu Dĩnh khóc lóc om sòm, Đường Mẫn và Lâm Vũ sao có thể không nhận ra. Nhưng bọn họ chỉ quan tâm đến món tiền này có thực sự là cho Đường Giang Sơn để lấy vợ không. Mang thai mấy tháng, lấy đứa trẻ ra uy hiếp đòi món tiền xính lễ giá trên trời. Đây là chuyện bình thường chắc, nói cách khác, Đường Mẫn và Lâm Vũ cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Nhưng dẫu sao trong bụng bạn gái Đường Giang Sơn cũng là cốt nhục của nhà họ Đường, đó là cháu trai nhà họ Đường.
lúc này Đường Mẫn cũng không nhẫn tâm, nhưng nếu như cho bọn họ chỗ tiền này, liệu có vấn đề gì không? Ông là cái đồ vô dụng, hu hu hu, người ta đầu ngồi trên đầu tôi, ông cũng không quan tâm, ông chẳng có bản lĩnh, chẳng có tiền, ông nói xem tôi sống với ông nhiều năm như vậy. Tôi có bao giờ chê trách ông gì không? Tôi chê ông không bản lĩnh, chê ông không tắm rửa à? Tôn Hiểu Dĩnh đấm ngực dậm chân nói. Đường Vũ, ông nhớ lấy, ông không xong với tôi đâu. Người ta mà đã không đồng ý cho chúng ta mượn tiền, ông còn ở đây làm gì? Ông biết xấu hổ không đấy? Ông còn tự trọng không? Nhà họ Đường không nhận ông có biết không? Ông họ Đường nhưng không cùng họ Đường với bọn họ. Chúng ta mặc dù nghèo nhưng vẫn phải có tự tôn, ông biết không? Đường Vũ, ông đúng là cái đồ trời đánh, cả đời tôi sống với ông, tôi đúng là đen đủi tám đời. Ông nói xem tại sao ông lại thua kém vậy, sao ông vô dụng vậy, chúng ta không mượn nữa, chỗ tiền này chúng ta không mượn nữa là được chứ gì. Tôn Hiểu Dĩnh nước mắt lưng tròng, lúc này, Đường Vũ vẫn không dám nói câu gì. Đường Mẫn mím chặt môi, sắc mặt tái xanh, anh hai bị quở trách như vậy, không hề oán hận câu nào, không là không dám có. Bà ấy là em gái, trong lòng cũng khó chịu. 500.000 này bà ấy bắt buộc phải lấy ra. Hơn nữa chỗ tiền này bà ấy cũng cho rằng mình nên vì anh hai mà lấy ra, nhưng sẽ không cho tên nhóc Đường Giang Sơn làm xính lễ. Tên Đường Giang Sơn này đúng là tên ăn bám bố mẹ, đúng là loại siêng ăn nhắc làm. Đã có nhà rồi, khoản tiền này có lẽ sẽ cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn, nhưng cho anh ta đống tiền này chỉ khiến anh ta trở thành kẻ nghĩ mình may mắn. Sau này khéo còn tệ hại hơn, bộ dạng ăn bám bố mẹ này khiến Đường Mẫn vô cùng thất vọng. Anh hai cần cù chăm chỉ. Hơn nữa là một người dân quê vô cùng thật thà, trước giờ chưa hề oán giận, nhưng chị dâu này rõ ràng nuông chiều con cái, điều này khiến Đường Mẫn khó chịu, chiều con chính là muốn giết con. Từ những lời Đường Giang Sơn nói, bà ấy có thể biết được tên này vô cùng dựa dẫm vào bố mẹ, đây chẳng phải loại bám váy mẹ mà mấy năm nay mọi người hay nói sao. Đường Giang Sơn lau nước mặt, quỳ trước mặt Tôn Hiểu Dĩnh, hai người ôm lấy nhau khóc lóc. Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta đi đi. Con không kết hôn nữa, con cũng không cần con nữa, con không cho phép bọn họ sỉ nhục ta thế này. Đều tại mẹ không tốt, mẹ không có bản lĩnh, bố con là loại vô dụng, ngay cả cháu trai của mình mà cũng không giữ được, sao ông không đi chết đi chứ? Tôn Hiểu Dĩnh gầm thét nói, chắc tầng trên tầng dưới đều nghe thấy hết, sắc mặt Lâm Vũ vô cùng khó coi, đúng là không biết xấu hổ. Đây chẳng phải chửi bọn họ vô lương tâm sao? Đường Vũ nắm chặt nắm đấm, ông ta muốn đi. Nhưng Tôn Hiểu Dĩnh chưa đi, ông ta cũng không dám đi, ông ta vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì. Chuyện này đã ép ông ta đến đường cùng. Sắc mặt Đường Mẫn ngày càng khó coi, anh hai bị mắng ác liệt như vậy. Lúc này còn có thể ra lệnh đuổi khách sao? Mặt mũi của anh hai mất hết rồi, có điều nếu mắng lại bà ta thì cũng khó chịu. Mặt ông ta đỏ bừng, bọn họ là người nhà họ Đường, chứ không phải loại hèn nhát. Chị dâu, chị đừng khóc nữa. Em sẽ đưa chỗ tiền này cho chị. Lời Đường Mẫn khiến cho mắt Tôn Hiểu Dĩnh sáng lên, nói sớm chẳng phải tốt hơn sao. Đỡ tốn nước mắt của tôi, khóc mãi mới chịu đưa tiền cho tôi, cô nói xem có đáng hay không. Tôn Hiểu Dĩnh cười khẩy trong lòng, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, vừa nghe thấy lấy được tiền, trong lòng bà ta liền vui vẻ. Lần này đến thành phố đúng là không uổng công rồi. Với Tôn Hiểu Dĩnh mà nói, chỗ tiền này có thể cứu mạng cả gia đình bọn họ. Là tiền để bà ta có thể bế cháu. Nếu như không lấy được chỗ tiền thì này thì con trai bà ta sẽ không kết hôn được. Bà ta cho dù có phải liều cái mạng già này thì cũng sẽ không để con trai thất vọng. Đường Mẫn nghiêm túc, trong lòng bà ấy vô cùng rối ren, cũng không phải vì tiếc tiền, 500.000 cho anh hai, bà ấy còn chẳng thèm để ý, nhưng lấy chỗ tiền này ra khiến người khác rất không yên tâm. 500.000 để lấy vợ, hơn nữa còn dùng đứa bé để uy hiếp. Việc này xa rời thực tế quá. Mặc dù trong lòng không yên tâm, lo lắng thay cho bọn họ, nhưng Đường Mẫn biết, nếu như không đưa tiền cho anh hai thì chị dâu rất có thể sẽ cứ ở lại nhà bọn họ làm loạn. Đây là một người phụ nữ nông thôn chanh chua tiêu chuẩn, dây trước còn chị em, dây sau đã nằm dưới đất lăn lộn khóc lóc, thế thì ai chịu nổi chứ? Tim Đường Mẫn đập nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực, vì Tôn Hiểu Dĩnh mà nổi giận, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng. Mình là người làm em, cũng không thể cứ trơ mắt nhìn anh hai của mình bị mắng té tát như vậy được. Như thế thì đau xót lắm, hơn nữa cũng không thể nào nói nổi. Đường Mẫn vẫn là một người vô cùng lương thiện,
đối với những người ở bên cạnh còn là như vậy, đối với anh trai chịu mấy chục năm thiệt thòi đương nhiên không muốn anh hai có bất kỳ bất trắc nào. Nếu không bản thân bà không nhịn nổi, lương tâm bà không yên nổi. Mặc dù người nợ Đường Vũ là bố mẹ mình, nhưng làm em gái, Đường Mẫn từ trước đến giờ luôn cảm thấy phải nhận trách nhiệm, mỗi người nhà họ Đường đều nợ anh hai. Bởi vì bọn họ trưởng thành và sống sung sướng, còn anh hai không có bố mẹ, một mình chống đỡ mọi thứ, người như vậy ở nông thôn rất nhiều, anh hai chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng vận mệnh của ông ta căn bản không như vậy, là vì người nhà họ Đường, vì bọn họ thì mới trở nên như vậy. Vậy nên Đường Mẫn vẫn quy trách nhiệm cho bản thân, bố mẹ của mình như vậy có lẽ cũng không có trách nhiệm lớn đến thế. Đường Mẫn mặc dù nhỏ hơn Đường Vũ, nhưng những năm gần đây bà ấy trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí có những chuyện Đường Vũ sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Người đã từng trải như vậy càng trưởng thành, biết điều, Đường Vũ chỉ là một người công nhân, hoàn cảnh của ông ta quyết định cuộc đời và sự trưởng thành của ông ta, tất cả của mình vốn cũng có một phần của anh hai, nhưng trời không chiều lòng người. Thế sự vô thường, nhiều năm như vậy trôi qua, Đường Vũ đã sớm quen với cuộc sống này của bản thân rồi. Người ở nông thôn chưa chắc cần người khác cảm thấy đáng thương, tính cách anh hai cố chấp, Đường Mẫn cũng biết điều ấy, chắc nếu như không bị chị dâu ép, ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Lúc trước bà ấy mấy lần tìm đến anh hai, nhưng anh hai vô cùng lấy lệ, Đường Mẫn cũng có thể thấy được điều ấy. Trong lòng anh hai luôn từ chối, bởi vì nhiều năm trôi qua rồi. Lòng ông ta từ trước đến giờ chỉ còn đầy vết thương, những vết thương này không ai có thể hiểu được, cho dù là Đường Mẫn cũng không thể hiểu. Cho dù bà ấy tìm đến gặp anh hai, nhưng muốn cả hai quay về làm người thân thật sự, chắc không thể làm được, đối với bọn họ mà nói đây hoàn toàn là điều xa vời. Vậy nên Đường Mẫn bây giờ chỉ hy vọng mình có thể bù đắp được cho anh hai. Sắc mặt Đường Mẫn vẫn luôn khó coi, bởi vì Tôn Hiểu Dĩnh cứ luôn la mắng anh hai. Bà ấy nghe cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng dù sao lời cũng đã nói rồi, thì làm thế nào chứ? Anh hai nhất định sẽ không cúi đầu, cũng không dám đối đầu với vợ mình, ông ta vốn có thói quen chỉ giữ trong lòng không nói ra, mình có nói nhiều hơn, e rằng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Hơn nữa dưới tình huống này, ông ta có thể nói chuyện với mình là một điều vô cùng khó khăn. Theo như Đường Mẫn thấy, anh hai lúc này hy sinh rất nhiều. Bạn sẽ không bao giờ có thể yêu cầu một người hiểu rõ được suy nghĩ của một người không cùng tầng lớp, địa vị, đó là một chuyện khó như trên trời vậy. Đường Mẫn không khinh thường anh hai, ngược lại, từ tận đáy lòng, bà ấy muốn cho anh hai một cuộc sống tốt hơn, nhưng không phải bắt đầu bằng cách này, như thế này chỉ khiến cho bà mẹ không biết liêm sỉ càng được đà lấn tới, đây cũng không phải là kết quả mà bà ấy muốn. Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm, 500.000 này mẹ vẫn phải chi ra, nhưng trong mắt cô ấy, hai mẹ con kia thực sự không đáng để thương hại, cậu hai mình bảo sao nghe vậy không dám nói gì, địa vị trong gia đình không cần nói cũng biết. Lúc này mà cho bọn họ 500.000 thì đúng là thả dê vào miệng cọp. Tiểu Mẫn, Đường Vũ muốn nói nhưng lại thôi, trong mắt đầy sự cảm kích, nhưng lại càng phức tạp. Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng sống cùng nhau, cũng chưa từng có sở thích chung, chỉ có sợi dây máu thịt tình thân kéo bọn họ lại. Trong lòng Đường Vũ vô cùng cảm kích Đường Mẫn. Bà ấy giúp ông ta chuyện khẩn cấp, cũng là chuyện gấp của cả đời. Trong lòng Đường Vũ nghĩ đây cũng là điều nên làm, nhưng ông ta vẫn giận bố mẹ mình tại sao lại bỏ rơi mình. Tại sao? Tại sao lại cho ông ta một cuộc sống như vậy? Tại sao lại cho ông muốn cuộc sống nghèo khổ vất vả như vậy? Ông ta thiện lương nhưng cũng có một mặt tính người, chung quy ông ta cũng là một người có máu có thịt, chứ không phải một cái máy. Ông ta cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết nổi giận. Nhưng ông ta đã hơn 50 tuổi rồi, ông ta đã ở tuổi không còn lựa chọn nào khác rồi. Ông ta thậm chí không biết bố mẹ mình rốt cuộc còn sống không, còn ở trên cõi đời này không. Những thứ kia đều không quan trọng, bố mẹ sinh ra ông ta mà không nuôi ông ta lớn là nỗi thống hận cả đời ông ta, dù đây có là điều vạn bất đắc dĩ, thì thẳm sâu trong lòng ông ta, từ khi biết sự thật đến nay đã đeo lên gông xiềng của thống khổ. Mặc dù cho ông ta cho một người họ hàng có tiền, nhưng thà không cho ông ta biết còn hơn, để ông ta phải mãi làm một người nông dân cần cù bình thường. Đường Vũ biết, bản thân mình đần độn, ngờ nghịch, chính vì vậy ông ta mới cảm thấy tức giận, mới thu mình lại. Cho dù là Đường Mẫn cũng không có cách nào mở cánh cửa của trái tim ông. Một người một khi bị thương thì rất khó trở lại như trước. Đường Vũ năm đó cũng không mình đời mình sẽ có sự thay đổi lớn như vậy,
cũng chưa từng nghĩ đến cả cuộc đời tầm thường của mình sẽ trở nên không bình thường. Cảm kích Đường Mẫn, hận bố mẹ, Đường Vũ biết, trái tim của mình từ trước đến giờ không có cách nào thực sự hòa hợp với người khác, nhưng ông ta càng biết rõ, cuộc đời của bản thân, đau khổ thế nào. Tần Lâm có thể thấy được, bây giờ ánh mắt của cậu hai vô cùng phức tạp, ông ta muốn thể hiện cảm xúc, muốn bùng nổ, muốn xóa bỏ những năm tháng xưa kia nhưng ông ta không làm được, bởi vì ông ta đã tự thu hẹp mình lại để không ai có thể chạm đến trái tim của mình. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhiều năm như vậy, chuyện nhận thân chỉ khiến cho trái tim của ông ta ngày càng đau đớn hơn thôi, nếu như lần này không vì vợ và con ép thì ông ta sẽ không đến, nhưng ông ta cũng đâu có cách nào khác. Nỗi đau của ông ta, sự khó khăn của ông ta là điều mà không ai có thể cảm nhận được, loại cảm giác cô độc bị vứt bỏ, cả đời vắng vẻ ảm đạm, đều là gông xiềng không thể phá bỏ trên người Đường Vũ. Có điều lúc này, điều gì hai có thể giúp được ông ta, chỉ có vậy thôi. Tần Lâm cảm thấy xúc động, nhà nào mà chẳng có chuyện khó nói, mặc dù anh không có nhiều tình cảm với người mợ hai và ông em họ này, nhưng người cậu hai ruột thịt này vẫn khiến lòng anh nặng nề. Dù sao cũng là anh em ruột của mẹ mình, cảnh trước mắt khiến dì hai tiến thoái lưỡng nan. Vấn đề mà tiền có thể giải quyết không phải vấn đề, nhưng bà ấy muốn một kết cục hoàn mỹ, đây là điều mà không ai có thể an ủi hoàn toàn ông ta được. Có thể giúp sẽ giúp, Tần Lâm cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu sau này bọn họ thực sự muốn đòi tiền, thì chỉ còn cách vứt bỏ người em họ tồi tệ này thôi. Tôn Hiểu Dĩnh nói rõ ràng mạch lạc, dáng vẻ này đâu có giống người phụ nữ đanh đá không nói lý lúc nãy. Hai, em nói trước thì đã ổn rồi, chị còn tưởng em thực sự khinh thường người nông thôn bọn chị. Chị tưởng em thực sự không định nhận người họ hàng nghèo này cơ. Có vẻ như chị thực sự sai rồi, chị biết, em hai nhất định sẽ không phải người như vậy, thấy chết không cứu là chuyện mà con người có thể làm sao. Huống hồ chúng ta còn là ruột thịt, gặp khó khăn hoạn nạn, có thể giúp đỡ được mới thực sự là hoạn nạn gặp chân tình, người thân như vậy mới thực sự là một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Tần Lâm cười khẩy trong lòng, người đàn bà này lật mặt còn nhanh hơn cả diễn viên kịch đổi mặt trong Xuyên Kịch sao. Sao Xuyên Kịch kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc. Nhưng cuối cùng vẫn phải nể mặt cậu hai, dì hai cũng không muốn chấp nhặt với Tôn Hiểu Dĩnh. Đường Mẫn cười nói, tất cả đều vì anh hai, chỉ có như vậy mới khiến anh hai cảm thấy dễ chịu hơn chút. Chị dâu nói gì vậy, chúng ta là người một nhà. Sao em có thể không quan tâm chứ? Hơn nữa Giang Sơn cũng đã đến tuổi kết hôn, bạn gái cũng có bầu rồi. Nhà họ Đường chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện bỏ mặc như vậy, em làm cô hai nhất định sẽ không đồng ý. Anh hai mặc dù không nói gì nhưng cũng cảm động với hành động của Đường Mẫn, ánh mắt của ông ta đã nói lên từng lần thay đổi trong nội tâm. Đường Mẫn biết anh hai nhất định không phải người mặt dày. Dẫu sao chúng ta vẫn là người thân, trên thực tế. Nếu như là người khác thì cũng không quyết đoán được như vậy, em hai cũng là người trọng tình trọng nghĩa hơn nữa cũng là người có tiền thật sự. Chị cũng không mắng em đâu, chị đang khen em đấy em hai ạ, người nhà họ Đường vẫn còn trái tim, gặp phải chuyện gì thì cùng gánh vác, có chuyện khó khăn, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn mới đúng, chúng ta nhất định không sợ gì cả. Hơn nữa vợ Đường Giang Sơn còn đang mang thai, trong bụng là cốt nhục của nhà họ Đường chúng ta, đó là đứa trẻ để nối dõi tông đường. Người nhà họ Đường sao có thể vứt bỏ nó được. Cho dù hôm nay em không cho chị mượn tiền, chị cũng không nói gì đâu, nhưng dù có phải đập nồi bán sắt, dù có phải bán tủy chị cũng sẽ để Giang Sơn lấy được vợ, để đứa trẻ được sinh ra, đây mới được coi là không uổng ân tình của nhà họ Đường. Đường Vũ luôn luôn là người nhà họ Đường, cho dù ông ấy không công nhận thì trong xương cốt của ông ấy vẫn đang chảy dòng máu của họ Đường. Quan trọng nhất là, gốc của lão Đường nhà chị không thể đứt được, chị nói đúng không em hai? Đường Vũ có em gái như em, chị cũng cảm thấy vui, đúng là cảm thấy an ủi thay ông ấy, nhưng cái lão này, đúng là chán đời, ngoan cố kinh khủng, về sau chị sẽ nói chuyện lại với ông ấy, không thể để ông ấy chứ như vậy được. Tôn Hiểu Dĩnh thao thao bất tuyệt, mặt mày hưng phấn, vui đến mức không khép được miệng, chuyện này chẳng phải xong rồi sao? Lúc trước bà ta cũng đã liệu được, người nhà họ Đường nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bản thân diễn kịch kêu khổ đúng là không khiến bà ta thất vọng. Chẳng phải Đường Mẫn vẫn phải ngoan ngoãn đưa tiền ra sao? Tôn Hiểu Dĩnh vui vẻ không thôi, lần này Giang Sơn kết hôn được rồi, ôm được cháu rồi, bà ta cũng yên tâm an dưỡng tuổi già rồi. Còn được nhờ nhà họ Đường,
nếu không bản thân đi đâu kiếm được 500.000. Tôn Hiểu Dĩnh trừng mắt với Đường Giang Sơn, sau đó vội vàng nói. Còn không mau cảm ơn cô hai đi, ngớ người ra làm gì. Thằng ngu này, nếu như không có cô hai của con thì con lấy đâu ra tiền để cưới vợ. Cô hai con đang giúp người gặp nạn, đây mới là Bồ Tát sống thực sự, mặc dù là người một nhà nhưng, cô hai làm vậy là đồng ý cho con, về sau con không được phụ lòng gì hai đâu. Đường Giang Sơn sững người, gật đầu lia lịa. Cảm ơn cô hai, sau này cháu sẽ cố gắng kiếm tiền, mau chóng trả lại tiền cho cô. Tôn Hiểu Dĩnh nhìn con trai mình, liếc mắt, trong lòng nghĩ, con là thằng ngu à? Cô hai con giàu thế, con nhắc đến chuyện tiền nong làm gì? Đường Mẫn cười nói. Tiền nong sau này hẳn nói, chỗ tiền này là chút lòng thành của cô hai, cũng là phần tình cảm của cô với cháu, hy vọng sau này cháu chăm chỉ làm việc. Hiếu thuận với bố mẹ, bố cháu khổ một đời rồi, cũng chưa được hưởng phúc bao giờ, cháu không được để bố cháu đau lòng đâu. Tôn Hiểu Dĩnh vội vàng nói. Đúng, con không cần để tâm chuyện tiền nong đâu, cô hai con bảo không cần, cho con hết đấy, đây là cô đang gửi gắm kỳ vọng cho con. Mặc dù cô hai con bảo không cần chỗ tiền này nhưng con vẫn phải đối xử tốt với cô hai con, sau này kiếm dược tiền đừng quên cô hai. Đường Giang Sơn dõng dạc tuyên bố. Vâng vâng vâng, con biết rồi ạ, con nhất định sẽ không phụ cô. Sau này con nhất định sẽ trở thành một doanh nhân nổi tiếng ở Đông Hải, đến lúc đó con sẽ hiếu thuận với bố mẹ, còn có cô hai và chú hai nữa. Tần Lâm cười nói. Dì hai, con nghĩ vẫn nên viết giấy nợ đi, dù sao cũng là 500.000 đây, có trả hay không thì là chuyện khác, cũng không thể để người khác cảm thấy dễ dàng lấy được chỗ tiền này như vậy. Tôn Hiểu Dĩnh liền phản bác. Cậu nói cái gì vậy? Thằng nhãi kia, cậu là cái thá gì, trưởng bối nói chuyện mà đến lượt cậu xen cái mồm vào à? Em hai đã bảo không cần chỗ tiền này vào rồi, cậu còn giả bộ làm người tốt làm gì? Cậu nghĩ cậu là ai, huống hồ con trai tôi giỏi hơn cậu, cái tên bác sĩ quèn như cậu sau này làm được gì? Con trai tôi là thực tập sinh vị trí quản lý của tập đoàn vận tải đấy, một tháng kiếm được 5-6.000 tệ ấy, cậu hơn nó chắc. Tôn Hiểu Dĩnh lập tức điên cuồng chửi bới, chỉ thẳng mặt Tần Lâm mà chửi. Tỏ vẻ như người bề trên phê bình Tần Lâm. Cái dạng như cậu chính là lấy lòng giả tiểu nhân đo lòng giả quân tử, con trai tôi sau này có tiền, 500.000 thì nhằm nhò gì chứ? Cho nó vay thì cô hai cũng an tâm hơn nhiều, cái tên như cậu mà cũng muốn thay người khác quyết định á, cậu có năng lực gì chứ? Cậu nghĩ bản thân tài giỏi lắm à? Cậu họ Tần, không phải họ Đường, đây là chuyện nhà họ Đường chúng tôi, hơn nữa còn là chuyện về con cháu của nhà họ Đường. Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để đứng đây nói vớ nói vẩn à, còn muốn nhằm vào Giang Sơn. Cả đời này cậu chỉ được như thế thôi. Tần Lâm cười thất thanh, đúng là người phụ nữ tranh chua lắm điều. Đường Giang Sơn ngang ngược, dương dương tự đắc mà nói. Đúng vậy, anh là cái thá gì? Tôi nói anh này, Tần Lâm, anh cũng chẳng có bản lĩnh gì thì có tư cách gì để nói tôi. Tôi giống người mượn tiền không trả tiền chắc, hơn nữa cô hai cũng đã nói không cần rồi. Anh đứng đây góp vui cái gì? Anh đố kỵ với tôi à? Anh thấy cô hai cho tôi tiền nên anh khó chịu đúng không? Anh không phải người nhà họ Đường, còn tôi là người nhà họ Đường hàng thật giá thật, anh có thể so với tôi chắc. Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Một tháng tôi kiếm được 5-6.000 đấy, chắc anh vừa mới tốt nghiệp chứ gì, vậy mà đã mở phòng khám, anh nghĩ mình thật sự là thần y à? Tôi thấy anh giống tên lừa đảo hơn đấy, vừa nhìn là biết anh đố kỵ tôi. Cô hai đối tốt với tôi thì sao chứ, anh không xứng, anh biết chưa? Anh không phải người nhà họ Đường. Ưu tú giống như tôi, anh có đố kỵ cũng chẳng làm được gì, công việc của tôi cũng không phải thứ mà người khác sánh được. Anh tự biết là được rồi, có nguyện vọng nhưng không thực hiện được thì nên bỏ đi mà thôi, anh từng nghe đến điển cố này chưa? Anh không biết cầu tiến như vậy, từ đầu đến cuối chỉ vô dụng, chẳng làm được gì, cô hai đối tốt với tôi thì anh ngưỡng mộ. Cái công việc vớ vẩn của anh cả đời cũng không bằng tôi, anh biết chưa? Năm sau tôi là trưởng phòng rồi, thực tập sinh quản lý của chuyển phát nhanh Đông Phong, văn bằng cao, năng lực học tập mạnh, đề bạt tôi là nhân viên của chi nhánh thành phố Đông Hải chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, đến lúc đó tôi ở Đông Hải hoành hành ngang dọc. 500.000 có là gì? Khi mà lương hàng năm của tôi cả chục triệu, anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi, bảo em họ mau sắp xếp công việc cho anh đi. Đường Giang Sơn cười giễu cợt, hiên ngang ngồi đó vắt chéo hai chân, trông có vẻ vô cùng nhàn nhã, cứ như mình là ông chủ lớn rồi vậy, có quyền có thế, ngông cuồng vênh váo.
Tần Lâm thầm than thở, thằng nhóc này đúng là hỏng rồi. Đường Giang Sơn không buông tha mà nói. Anh than thở cái gì? Mau xin lỗi tôi đi, bảo em họ sau này cho anh theo em với, tôi sẽ sắp xếp cho anh làm nhân viên giao hàng. Một tháng chăm chỉ làm việc cũng kiếm được nhiều hơn anh tự mở phòng khám đấy, ai thèm đến chỗ anh khám bệnh chứ? Tần Lâm cười khẩy nói. Cậu nghĩ mình thật sự tài giỏi nhỉ? Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì cần gì phải đến chỗ gì hay mượn tiền, bản thân chưa đứng vững, còn chưa nắm chắc được người phụ nữ của mình, không có bản lĩnh mà đã khiến con gái nhà người ta lớn bụng, bây giờ biết tìm đến đây xin tiền. Đường Giang Sơn tức giận nhìn về phía Tần Lâm. Thằng khốn, anh nói cái gì? Anh là cái đồ không có bố mẹ dạy bảo, tôi là em họ anh mà anh dám nói vậy à? Anh xứng không? Tần Lâm tát một phát khiến Đường Giang Sơn ngã xuống đất, rụng mất ba cái răng. Bốp! Lúc đó, sát khí của Tần Lâm bùng phát, ánh mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm Đường Giang Sơn. Tiểu Lâm! Đường Mẫn kéo Tần Lâm lại, sợ Tần Lâm làm gì đó, cái tát này khiến cho tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên. Tần Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sát khí, khiến Đường Giang Sơn không lạnh cũng run. Nếu như cậu không phải họ Đường thì cậu chết lâu rồi. Nhục mạ bố mẹ người khác là điều không ai có thể chấp nhận nổi, đúng là đáng hận. Bố mẹ Tần Lâm đã chết, anh hận nhất là có ai đó nhắc đến bố mẹ mình, hơn nữa Đường Giang Sơn còn cứ động vào họng súng, không đánh anh ta thì đánh ai. Tần Lâm không coi anh ta là cái thá gì, cho dù lúc trước anh ta có chê bai, khinh bỉ mình thì anh cũng chỉ coi là gió thổi bên tai, dù sao cũng là nhà gì hai, anh không muốn gây rắc rối, nhưng lần này thì chắc chắn phải xử lý anh ta một trận. Đường Giang Sơn tủi thân nói. Anh dám đánh tôi, anh chết rồi, anh không xong với tôi đâu, mẹ, anh ta đánh con. Đường Vũ trầm giọng nói, nếu như không phải do con mắng bố mẹ người ta thì ai lại đánh con. Con im miệng cho bố, đừng có nói nhiều nữa. Tôn Hiểu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ông đúng là cái loại nhát chết, con trai bị đánh mà ông vẫn bình tĩnh như vậy, ông bị ngu à, ông đúng là cái đồ vô dụng. Em hai. Đây là tận mắt em thấy đấy nhé, thằng nhãi này đánh con trai chị, nó ghen tị con trai chị có công việc tốt, ghen tị em cho cháu trai chị tiền, người như này sau này không được ho phép vào nhà nữa. Đường Mẫn cười gượng, hai người đều sai, có điều Đường Giang Sơn sai trước, rõ ràng chửi mắng người khác, bảo Tần Lâm không cha không mẹ, nếu là người khác thì cũng không chịu được thôi, cho dù có là Đường Mẫn thì cũng không làm được. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày. Không phải cô ấy khinh Đường Giang Sơn mà anh ta nói được mấy câu này thì đúng là đáng đánh. Huống hồ bố mẹ anh Tiểu Lâm mất sớm, anh ta còn nói ra mấy lời khó nghe này, bảo anh không có cha mẹ dạy dỗ, đúng là lần này anh ta sai, một cái tát này là còn nhẹ đấy. Tần Lâm lạnh lùng nói. Nếu cậu đã bảo tôi ghen tị câu thì được thôi, ngày mai cậu không cần đi làm nữa. Đường Giang Sơn cười nói. Anh nói tôi không cần đi làm nữa thì tôi không đi làm nữa chắc. Anh nghĩ anh là ai? Ha ha ha, anh nghĩ mình là thiếu gia nhà giàu à? Tôi là thực tập sinh vị trí quản lý của tập đoàn chuyển phát nhanh Đông Phong, bây giờ anh quỳ xuống xin tôi vui thì còn bỏ qua chuyện cũ, tôi dù sao cũng là em họ anh, có điều không chịu thì sau này đợi tôi ăn nên làm ra, hừ hừ, anh đừng nghĩ có thể theo tôi, anh không xứng. Tần Lâm và Đường Giang Sơn đối mặt với nhau, hơi mỉm cười. Ông chủ của chuyển phát nhanh Đông Phong là bạn của tôi, hay là chúng ta thử xem sao? Đường Giang Sơn tuyên bố. Ai ôi, cái tên nghèo kiết xác như anh mà có thể quen được mấy ông chủ lớn à? Tôi nói cho anh biết, anh mà đuổi việc được tôi thì tôi sẽ ăn cứt ngay tại đây. Đường Giang Sơn chỉ vào con chó ở góc vừa hay có con chó vừa ý. Đường Giang Sơn nổi hứng nhìn Tần Lâm, anh mà không ăn cứt, hôm nay chó cũng mất vui. Nếu như anh không làm được thì anh sẽ phải ăn cứt ngay ở đây, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, thế nào? Lâm Vũ cười gượng lắc đầu, vốn muốn khuyên ngăn hai đứa. Hai đứa làm gì thế? Hai, Tiểu Lâm, em họ cháu cũng là người có tài, dù sao cũng đến đây làm khách. Nhưng lúc này hai đứa đã gây sự với nhau rồi, đối đầu với nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Đường Mẫn cũng khuyên can. Tiểu Lâm, Giang Sơn. Hai đứa khó khăn lắm mới tụ tập một bữa, hai đứa đừng gây sự nữa, đều là người nhà, làm gì vậy? Cho dù có thắng thì làm được gì? Tôn Hiểu Dĩnh giống cổ hét, tỏ vẻ không tha cho ai. Không được, hôm nay nó phải quỳ xuống xin lỗi con trai chị, nếu không chuyện này không xong đâu.
Đường Giang Sơn tiếp lời. Đúng vậy, tôi với anh ta không phải người một nhà, tôi họ Đường, tôi với cô hai là người một nhà. Anh ta chẳng phải bảo cháu thất nghiệp sao? Mau làm đi, tôi đang đợi đấy. Ha ha ha, làm mau lên, giày vò tôi đi. Gây khó dễ cho tôi đi. Nhanh, tôi sắp không chịu nổi rồi. Đường Giang Sơn cười chế nhạo, căn bản chẳng coi Tần Lâm ra gì, tên này thì có bản lĩnh gì chứ? Chẳng phải chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học sao? Còn tự mở phòng khám nữa, cái loại không biết tự lượng sức mình, bản thân mình làm trong doanh nghiệp lớn, là thực tập sinh cho vị trí quản lý của tập đoàn chuyển phát nhanh Đông Phong, anh bằng tôi chắc. Con trai tôi thực sự có bản lĩnh, đi thắp thiên hạ chẳng sợ gì cả, cây ngay không sợ chết đứng, nó là thực tập sinh cho vị trí quản lý của công ty lớn, tháng kiếm được 5-6 nghìn tệ lận, cậu đã từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy chưa? Cậu muốn khiến con trai tôi thất nghiệp á? Ha ha, tôi không đợi được mà xem cảnh ấy đây, cậu gọi điện thoại đi, đừng chỉ nói suông. Tôn Hiểu Dĩnh chống eo, nói phụ họa cho con trai, lúc này hoàn toàn không cho Tần Lâm bất kỳ cơ hội thở dốc, rõ ràng là muốn chèn ép anh đến cùng, muốn để anh quỳ xuống nhận sai với con trai bà ta. Đối mặt với thái độ ép người của Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn, Đường Mẫn cũng bất lực, nhưng dù sao cũng là đang ở nhà mình. Nếu thực sự để hai người này làm thật thì đúng là mất mặt. Tần Lâm nghiêm túc nói, lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Thiết Thành. Dì hai, chuyện này dì đừng xen vào. Dù sao hai mẹ con họ cũng yêu cầu vậy, cháu dù sao cũng nên thành toàn cho họ. Cậu hai, thực sự xin lỗi cậu, đây là yêu cầu của em họ, cháu cũng thể thỏa mãn cho cậu ta, không thì khiến cậu ta thất vọng. Tần Lâm nói, alo, Vương Thiết Thành à? Là tôi đây. Tần đại sư, sao cậu gọi điện thoại cho tôi cậu, cậu có chuyện gì cần phân phó sao? Vương Thiết Thành không dám gọi Tần Lâm là em rể, anh ta biết bản thân mình được như hôm nay không dễ dàng gì, nếu như không có lời của Tần Lâm, anh ta không biết bao giờ mới ngồi được vào vị trí tổng giám đốc toàn tỉnh của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong, cho dù anh ta có phấn đấu thêm 30 năm nữa cũng không được. Thành công của ngày hôm nay đều do Tần Lâm ban cho, anh ta đương nhiên biết ơn, mỗi năm đều tặng quà cho chú hai. Thím hai, ăn cơm uống rượu với bọn họ. Vương Thiết Thành biết đây là điều duy nhất anh ta có thể làm được, Tần Lâm căn bản sẽ không bao giờ dùng đến anh ta. Tần Lâm cười nói, cũng không có chuyện gì, nghe nói công ty mấy người ở thành phố Đông Hải có một nhân viên tên Đường Giang Sơn, không muốn làm việc nữa, cho cậu ta thôi việc đi, kiêu ngạo quá, còn bảo tôi chẳng làm được gì, tôi chỉ có thể gọi điện cho anh, thử xem tôi có làm được gì không. Cái gì? Vương Thiết Thành nổi giận, trong lòng hơi kinh ngạc, dám làm càn với Tần Lâm. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai vậy, dám tỏ vẻ như vậy, đừng có làm liên lụy đến tôi đấy. Vương Thiết Thành tức giận vô cùng, có điều căn bản không dám để lộ ra, Tần Lâm là ông thần tài, là quý nhân của anh ta, lời của Tần Lâm, có dù có phải xuống núi đao vào biển lửa, Vương Thiết Thành vẫn sẽ nghe theo, có thể nói không có Tần Lâm chắc chắn sẽ không có anh ta của ngày hôm nay, biết ơn thì phải báo. Vương Thiết Thành biết trong mắt Tần Lâm, mình vẫn còn có tác dụng, đây cũng chính là vinh dự của anh ta. Vương Thiết Thành cẩn thận hỏi thăm. Tần đại sư, xin hỏi Đường Giang Sơn này có đang ở bên cạnh cậu không? Tần Lâm gật đầu. Cậu ta đang ở cạnh tôi. Vương Thiết Thành nói. Phiền cậu đưa điện thoại cho cậu ta hộ tôi với, tôi muốn nói với cậu ta mấy câu. Tần Lâm cười nói với Đường Giang Sơn. Người phụ trách tỉnh của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong muốn nói chuyện với cậu, cậu có muốn nghe máy không? Đường Giang Sơn không quan tâm mà nghe máy. Nghe thì nghe, tôi muốn xem anh chơi trò gì. Người phụ trách tỉnh, anh còn dám nói với tôi như vậy à, không chém gió chết à? Anh nghĩ bản thân giả được thành ai? Anh chém gió như thế này chẳng nhẽ đến cả bản thân cũng tin sao? Ha ha ha! Đường Giang Sơn cười lớn, nghe điện thoại của Tần Lâm. Alo, tôi là Đường Giang Sơn, xin hỏi là ai thế? Tôi là Vương Thiết Thành, người phụ trách của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong tỉnh Hán Đông, cậu tên Đường Giang Sơn đúng không? Cậu bị sa thải. Sa thải tôi. Đường Giang Sơn cười lớn, đúng là trò hề mà. Tôi là thực tập sinh vị trí quản lý của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong đấy, chẳng nhẽ anh nói sa thải tôi là được chắc? Đường Giang Sơn hỏi. Anh là người phụ trách của toàn tỉnh của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong của chúng tôi sao? Vương Thiết Thanh tức giận nói. Đúng, cậu đã đắc tội cậu Tần, công ty chuyển phát nhanh Đông Phong của chúng tôi sẽ không dùng cậu.
cậu thu dọn đi, xong thì cút. Mẹ kiếp, cậu muốn ăn đấm à? Ngay cả Tần Lâm cũng dám đắc tôi, đúng là muốn chết mà, lúc đầu nếu như không phải tôi linh hoạt thì suýt nữa ông đây mất việc rồi, cậu còn dám gây sự với cậu Tần, nằm mơ đi. Vương Thiết Thành, chưa từng nghe nói đến, còn cái tên Vương Thiết Thành này nghe quê một cục. Nghe tên của anh là biết là một tên nhà quê, tôi còn nói tôi là người phụ trách của toàn quốc đó, tôi khinh. Tần Lâm, anh chơi trò gì vây? Anh chém gió quá rồi ấy. Công ty chuyển phát nhanh Đông Phong là sản nghiệp mang tính trụ cột của toàn tỉnh Hán Đông, hơn nữa vô cùng phát triển, người phụ trách toàn tỉnh là khái niệm như thế nào, anh có hiểu không? Đó là người có thể trực tiếp tiếp xúc với lãnh đạo liên thành phố và các vấn đề về đầu tư phát triển, đó là ông chủ lớn thực sự, đây là loại mà loại ruồi nhặng như anh có thể tiếp xúc được à? Còn dám mạo danh tổng giám đốc ông ty chúng tôi, hai người đúng là gan to bằng trời mà. Tôi không quan tâm anh là ai, đừng nghĩ rằng anh lừa được tôi, cho dù anh có là thiên vương thì tôi cũng không sợ. Tôi là thực tập sinh cho vị trí quản lý của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong, lương tháng của tôi 5-6.000 tệ ấy, mấy người muốn đuổi việc tôi á. Tôi là người được rèn luyện bồi dưỡng để trở thành lãnh đạo ấy, sau này tôi nhất định sẽ tiến vào hội đồng quản trị, mấy người làm ô nhục hình tượng của công ty chuyển phát nhanh Đông Phong, cẩn thận không tôi kiện mấy người tôi phỉ báng. Mau cúp máy đi. Cái loại lừa đảo như anh tôi gặp nhiều rồi. Đường Giang Sơn cúp thẳng máy, vứt điện thoại Tần Lâm lên bàn, mặt cười dương dương tự đắc, muốn lừa tôi à? Không có cửa đâu. Tần Lâm cũng cười, anh cũng có thể tưởng tượng được Vương Thiết Thành ở trong văn phòng đang tức giận thế nào. Anh định dùng trò hề này để lừa tôi à? Tần Lâm, anh nghĩ tôi là thằng ngu à? Người ở đầu bên kia rõ ràng là một con dễ chũi, muốn lừa tôi chắc. Mơ tưởng hão huyền. Đường Giang Sơn khinh bỉ nói. Cái loại người chỉ biết lừa gạt người khác như vậy thực sự nghĩ mình là người có máu mặt à? Nếu anh thực sự là người có máu mặt thì anh sẽ vùi mình ở phòng khám mà không cầu tiến chắc. Mấy người nghĩ xem, cái loại chỉ biết diễn kịch để lừa đảo như anh ta, căn bản chỉ có thể lừa được trẻ con 3 tuổi mà thôi, chứ không thể là thật, kết hợp với thực tế là biết ngay, nghĩ tôi sợ anh chắc, chuyện cười, thực sự là chuyện cười. Ha ha ha. Người ở đầu dây bên kia bị Đường Giang Sơn cúp máy, Vương Thiết Thành tức muốn chết, bật dậy từ ghế, thằng điên này đúng là biết tỏ vẻ thật. Dám cúp máy với tôi, mẹ kiếp. Vương Thiết Thành tức đến mức mặt mũi tái xanh, thở phì phò, đây chẳng phải vả vào mặt anh ta sao. Hơn nữa ngay cả Tần Lâm cũng phải chịu tội, tên nhãi này ngông cuồng quá. Nhất định phải dạy cho anh ta một bài học, để anh ta mãi mãi không quên được huyện này. Tay Vương Thiết Thành tức đến mức run lẩy bẩy, tên điên này, đừng có kéo ông đây xuống nước cùng. Nhỡ may Tần Lâm trách tội anh ta thì phải làm sao đây? Vương Thiết Thành không nói hai lời, đầu tiên phải gọi cho người phụ trách ở Đông Hải, người phụ trách ở Đông Hải là do anh ta bổ nhiệm lại, cũng là người anh ta tin tưởng được, nhất định phải đuổi Đường Giang Sơn trước, để tránh cậu Tần bị mất hứng. Alo, Vương Đông Thăng phải không? Mau gọi điện thoại cho Đường Giang Sơn, đuổi việc cậu ta. Cái thằng ngu này, cả đời này tôi không muốn gặp lại cậu ta nữa. Vương Thiết Thành thở phì phò nói, dọa Vương Đông Thăng sợ, không dám hỏi gì, chỉ dám vâng dạ, sau đó gọi cho Đường Giang Sơn. Mau lên, quỳ xuống ăn cứt đi, ha ha ha, bây giờ tôi lại muốn xem dáng vẻ ăn cứt của anh, sao nào? Đàn ông đàn an mà nói lời không giữ lời ư, nói chắc như đinh đóng cột kia mà, rốt cuộc có phải là đàn ông không đây? Muốn chơi lật kèo à? Đường Giang Sơn nhìn chằm chằm vào Tần Lâm với vẻ hung tợn. Lâm Nguyệt Giao cũng hơi lo lắng, Tần Lâm là đang muốn ép Đường Giang Sơn rồi đây. Lâm Vũ nhìn sang Đường Mẫn, Đường Giang Sơn nói không phải hoàn toàn không có lý, nếu Tần Lâm quen nhân vật lợi hại như thế thì hà tất gì phải mở một phòng khám nhỏ ở đây chứ. Có lẽ là Tần Lâm đang bốc phét chăng, nhưng hiện tại Đường Giang Sơn lại muốn làm cho đến cùng, căn bản không thèm nghe ai ngăn cản. Bây giờ câm rồi sao? Cậu nói gì đi chứ, đàn ông thì phải tự làm tự chịu, mau quỳ xuống, ăn cứt đi. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận nhìn Tần Lâm. Muốn so với con trai tôi à, nằm mơ đi, bản lĩnh của con trai tôi mà cậu sánh nổi sao? Thứ không biết tự lượng sức mình, bây giờ lộ tẩy rồi chứ gì? Không giả vờ nữa ư, nếu biết trước như vậy thì đừng có làm, nhưng bây giờ đã vô dụng rồi, cậu mau quỳ xuống xin lỗi con trai tôi đi, em hai, em cũng thấy rồi đó. Không thể nói suông như vậy được. Hừm, người tự cho mình là đúng sẽ luôn có kết cục như thế này,
bọn chị cũng không muốn làm khó cậu ta, nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn bốc phét, bây giờ thì hay rồi, đủ mất mặt chưa hả? Đường Mẫn tỏ ra bất lực, làm sao bà có thể để Tần Lâm quỳ xuống ăn cứt đây, nhưng vừa rồi cả hai ăn miếng trả miếng cũng rất dữ dội. Tiểu Lâm, hay là cháu xin lỗi em họ đi. Đường Mẫn nhìn sang Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm vẫn không thay đổi sắc mặt. Bây giờ bắt đầu dở trò rồi đúng không? Thật chẳng ra làm sao, đàn ông như vậy chính là đồ bỏ đi, có biết không hả? Cả đời cũng chẳng làm nên trò trống gì, nói là phải làm, mà làm thì phải chấp nhận hậu quả, nếu đổi lại là tôi thì nhất định tôi sẽ quỳ xuống ăn cứt. Đường Giang Sơn đứng vòng tay trước ngực, nói với vẻ đĩnh đạc, cố ý dùng chiêu khích tướng để ép Tần Lâm. Sốt của cậu có quỳ hay không? Vừa dứt lời, đột nhiên điện thoại của Đường Giang Sơn vang lên. Nhìn màn hình hiển thị, hóa ra lại là người phụ trách khu vực Đông Hải, Vương Đông Thăng. Việc thăng chức và tăng lương vào sang năm là điều chắc chắn rồi, mấy hôm trước tôi còn đi nhậu với lãnh đạo mà. Đường Giang Sơn vỗ ngực nói. Alo, Tổng Giám Đốc Vương, sếp có chuyện gì không? Ôi đệt, Đường Giang Sơn, cậu mau chóng cút đi cho tôi, chuyển phát nhanh Đông Phong không thể giữ cậu lại được nữa. Tranh thủ còn sớm thì cút càng xa càng tốt. Sau khi Vương Đông Thăng bắt máy, ông ta lập tức hét vào mặt Đường Giang Sơn. Đường Giang Sơn nhất thời mù mờ, anh ta đã làm gì sai ư? Bản thân đã chọc giận gì lãnh đạo chứ? Tổng Giám Đốc Vương, sao vậy? Tôi đã làm sai gì sao? Sếp cứ nói cho tôi biết, tôi không hiểu chuyện gì thì sếp cứ nói ra, cầu xin sếp đừng sa thải tôi mà. Tổng Giám Đốc Vương, tôi van sếp, sếp nói sẽ bồi dưỡng tôi mà. Tôi là người ưu tú để thực tập cho vị trí quản lý kia mà. Đường Giang Sơn khóc lóc nói, đây là công việc anh ta tranh đấu bấy lâu mới có được, hơn nữa lại còn là thực tập sinh dự bị cho vị trí quản lý được công ty bồi dưỡng, sao bây giờ lại bị đuổi đi chứ? Làm sao Đường Giang Sơn có thể chấp nhận được, nội tâm không ngừng kích động, sắc mặt trở nên tái nhợt, anh ta không thể hiểu nổi, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Dự bị cái đầu cậu, mau phắn đi. Công ty không còn vị trí cho cậu nữa rồi, muốn biến đi đâu thì biến, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa, cút. Tốt. Vương Đông Thăng lập tức cúp điện thoại, Đường Giang Sơn liền sững ra, toàn thân run bần bật, sắc mặt tái mét, có chuyện gì vậy chứ? Thất nghiệp rồi sao, bị công ty đuổi thật rồi à? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Lúc này, Đường Giang Sơn liên tục gọi điện lại cho Vương Đông Thăng, bên kia trực tiếp chặn số anh ta. Tay Đường Giang Sơn kích động run lên bần bật, hoàn toàn sững sờ, anh ta chính là thực tập sinh cho vị trí quản lý kia mà, sao lại bị sa thải như thế được? Không thể nào, chắc chắn phải có hiểu lầm gì đó. Sao rồi con trai? Tôn Hiểu Dĩnh ngây ngốc nhìn con trai, nhìn thấy sắc mặt con trai không tốt, hơn nữa vừa rồi chắc là nghe điện thoại của lãnh đạo, con trai thật sự bị đuổi ư. Lâm Vũ và Đường Mẫn đưa mắt nhìn nhau, có hơi khó tin. Chẳng lẽ thật sự là do Tần Lâm sao? Chỉ một cuộc điện thoại của anh mà khiến cho Đường Giang Sơn bị đuổi việc ư? Cũng lợi hại quá rồi đó. Xem ra Tần Lâm thật sự có quen biết với ông chủ của chuyển phát nhanh Đông Phong. Lâm Nguyệt Giao cũng kinh ngạc, Tần Lâm lại lợi hại thế sao? Quen biết với cả ông chủ của chuyển phát nhanh Đông Phong à? Đúng là lúc trước đã xem thường anh quá rồi. Mẹ, con bị sa thải rồi, toi rồi, thất nghiệp rồi, chắc chắn Băng Nghiên sẽ không cần con nữa. Hu hu hu. Đường Giang Sơn ngồi phịch xuống đất, ánh mắt thất thần đờ đẫn, Tổng Giám Đốc Vương đã lập tức tuyên án tử cho anh ta, căn bản không để cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, bản thân là một người dự bị cho vị trí quản lý, ấy vậy mà lại bị công ty đuổi cổ, thật đáng thương làm sao. Một giây trước Đường Giang Sơn còn rất hăm hở, muốn đạp Tần Lâm dưới chân, bây giờ bản thân lại trở thành kẻ vô công rồi nghề, làm gì có tư cách để nói đạo lý nữa đây. Sao lại như thế được? Chẳng phải con là dự bị vị trí quản lý sao? Sao có thể nói đuổi là đuổi được? Đồng tử Tôn Hiểu Dĩnh co lại, bao nhiêu năm vất vả nuôi dạy Đường Giang Sơn, khó khăn lắm mới có thể vào được một công ty ổn áp như thế, đột nhiên bây giờ nói bị đuổi là sao? Lãnh đạo bên con đích thân gọi điện thoại đến báo, không thể là giả được. Đường Giang Sơn thất thần nói. Là cậu, Tần Lâm, nhất định là do cậu. Sao cậu lại làm như vậy? Cậu gọi điện là cố ý muốn con trai tôi bị đuổi phải không? Sao cậu lại độc ác đến thế? Cậu có còn là con người không? Cậu là anh họ của Đường Giang Sơn đó, sao lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy được? Tôn Hiểu Dĩnh đột nhiên quay sang Tần Lâm, ánh mắt đầy ác ý,
chắc chắn là do cuộc điện thoại kia của Tần Lâm nên con trai bà ta mới bị đuổi, tất cả đều tại Tần Lâm mà ra. Loại người như cậu là đang đố kỵ với Giang Sơn nhà chúng tôi, bản thân cậu không có bản lĩnh nhưng lại muốn giở trò với người khác, cậu có còn là người không? Em hai, em xem đi, thằng nhóc này cũng quá đáng quá rồi đó, đây chẳng phải là muốn làm chị tức chết hay sao? Công việc của Giang Sơn đã bị nó làm cho mất rồi, giờ thì cậu vui rồi chứ gì? Đúng vậy, tôi rất vui đây này. Tần Lâm cười đáp. Tôn Hiểu Dĩnh hận không thể tự mình bóp mũi chết cho xong cho rồi, suýt chút nữa đã bị Tần Lâm làm cho tức chết. Cậu có còn mặt mũi không hả? Tần Lâm. Tôn Hiểu Dĩnh vừa khóc vừa nói, vẻ mặt đầy uất ức. Lúc trước đều do bà nói cả, bà và con trai bà đều kịch liệt yêu cầu tôi gọi điện thoại đuổi cổ con trai bà, bây giờ tôi làm rồi thì bà phải nên vui mới đúng chứ nhỉ? Lúc này thì nên cảm ơn tôi một tiếng có đúng không? Sao lại khóc rồi, đây là chuyện vui mà, đáng ra phải đốt pháo chúc mừng mới phải. Tần Lâm cười nhẹ, lộ ra biểu cảm vô tội. Ăn nói hồ đồ, tôi chỉ nói đùa thôi, ai biết cậu lại làm như thế thật, sao cậu lại ác đến vậy? Tần Lâm, nó cũng là em họ của cậu mà, cậu làm như vậy không sợ sẽ bị sét đánh hay sao? Đúng là đồ tán tận lương tâm. Tôn Hiểu Dĩnh kêu gào thảm thiết. Cách làm của Tần Lâm hoàn toàn khiến cho bà ta sụp đổ, công việc của con trai không còn nữa rồi, sau này chẳng phải sẽ toi hay sao? Đây chính là công việc mà anh ta cố gắng phấn đấu cả đời, nay lại bị Tần Lâm đạp đổ như vậy, không ai có thể chấp nhận được chuyện này cả. Tôn Hiểu Dĩnh đem tất cả mọi tội lỗi đổ cho Tần Lâm. Nếu không phải các người hung hăng ép người thì tôi cũng đâu làm như thế, Đường Giang Sơn là em họ tôi làm ra mấy chuyện như vậy cũng là do mấy người ban cho đấy. Các người cứ một mực đòi thì tôi phải làm sao đây? Tự các người muốn đưa mình vào đường cùng thôi, cũng đâu phải lỗi tại tôi giúp người khác hoàn thành tâm nguyện là sai sao? Ha ha ha! Tần Lâm cười lớn. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Đối với Tần Lâm mà nói, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn chỉ có điểm đáng hận, căn bản bọn họ không đáng để được đồng cảm. Đường Mẫn và Lâm Vũ Dương mắt nhìn nhau, tỏ ra bất lực. Vừa rồi Đường Giang Sơn và Tôn Hiểu Dĩnh vô cùng kiêu ngạo, bây giờ mặt mày đã tái mét như trái cà muối rồi, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn như lúc nãy nữa, bọn họ hận không thể ép chết Tần Lâm. Tần Lâm phản công hoàn toàn khiến bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, căn bản Đường Giang Sơn không thể chịu đựng được nỗi tuyệt vọng đó, nếu như anh ta thật sự không còn công việc thì chắc chắn bạn gái cũng sẽ đá anh ta thôi, hơn nữa, còn tương lai thì sao đây? Bị chuyển phát nhanh Đông Phong đuổi thì còn ai dám nhận anh ta vào làm nữa. Một công việc tốt như thế, Đường Giang Sơn thật sự không cam tâm chút nào, anh ta đã thông qua thi tuyển, đánh bại được nhiều đối thủ mới có thể ngồi vào vị trí này được, mặc dù không phải chức cao gì, nhưng chỉ cần nỗ lực thì chắc chắn sẽ tỏa sáng, trở thành dự bị cho vị trí quản lý, tương lai có thể điều binh khiển tướng, mặc sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng lại bị Tần Lâm làm cho rối hết cả lên, khiến Đường Giang Sơn muốn từ bỏ mọi thứ. Mợ hai, tuy cháu không nên nói, nhưng vừa rồi thật sự mọi người đã ép anh Tiểu Lâm làm như vậy mà, bây giờ người ta có bản lĩnh thật, có thể đá anh họ ra khỏi công ty, mọi người không còn gì nói nữa rồi chứ, đây chẳng phải là đang tự mình làm khổ mình hay sao? Lâm Nguyệt Giao bình thản nói. Nói trắng ra thì giống hệt như con lừa vậy, nói nhẹ nhàng lại không chịu nghe, đến lúc đánh lại làm mình làm mẩy. Lời Lâm Nguyệt Giao nói ra tuy khiến một vài người tổn thương, nhưng không hề thô tục chút nào. Con bớt nói vài câu đi. Đường Mẫn trừng mắt lườm Lâm Nguyệt Giao, lúc này bà đã tức điên lên rồi. Tiểu Lâm, mọi người đều là người một nhà, cháu làm như vậy với Giang Sơn cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Đường Mẫn thở dài, siết chặt tay lại, mặc dù bà không tiếp xúc nhiều với Đường Giang Sơn, nhưng dù gì anh ta cũng là con trai của anh hai, bây giờ người nhà họ Đường phải chịu ấm ức, khiến cho người làm cô như Đường Mẫn thật không nỡ. Đúng vậy Tiểu Lâm, cháu làm như vậy há chẳng phải sẽ ép em họ vào đường chết hay sao? Cho dù em cháu có sai như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là họ hàng mà, làm như vậy không được chút nào đâu. Hay là cháu mau chóng gọi điện thoại bảo người ta rút lại đi, để Giang Sơn được đi làm, mợ hai xin cháu đấy, có được không? Tôn Hiểu Dĩnh mím môi, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này phải hạ giọng cầu xin cùng với Đường Mẫn mới được, vì công việc của con trai nên bà ta phải chấp nhận cúi đầu. Lúc đầu bà đâu có nói như thế, hận không thể ngồi lên đầu tôi cơ mà, nhưng bây giờ hai người lại hối lỗi rồi sao? Các người đừng nghĩ như vậy chứ,
Mợ hai, nước đã hất đi rồi có thể hốt lại được không đây? Tần Lâm bình thản nói. Vừa nãy ai bảo tôi ăn cứt đấy nhỉ? Muốn tôi quỳ xuống ư? Tôi nhớ hết cả, tính tôi thù dai, ai đối xử không tốt với mình thì tôi đều nhớ. Vừa nãy có người muốn ngồi lên đầu tôi, còn điềm tĩnh như thế mà. Tần Lâm lạnh lùng nói. Tôn Hiểu Dĩnh bỗng xấu hổ, vừa nãy đúng là bà ta đã ép Tần Lâm ăn cứt chó, bây giờ lại tỏ ra thái độ như thế này đây. Người nên ăn cứt, đáng ra phải là ai đó khác nhỉ? Anh họ, anh nói thử xem. Tần Lâm nhìn Đường Giang Sơn, cười nói vui vẻ. Sắc mặt Đường Giang Sơn đỏ lên, trong lòng vô cùng thống khổ, hối hận những gì đã làm ban đầu. Tôi đùa với anh thôi, vậy mà anh cũng xem là thật à. Chúng ta là anh em mà, Tiểu Lâm, anh không thể làm thế được, tôi là em họ của cậu đấy, nói đùa mà cậu cũng không đoán ra được ư. Làm người thì nên khoan dung một chút, sau này mới có thể sống trong xã hội được, lòng dạ càng bao dung thì càng có chỗ đứng. Đường Giang Sơn cười gượng nói. Vậy sao, nhưng vừa nãy lại có người nói với tôi chắc như đinh đóng cột, cái gì mà quỳ xuống ăn cứt. Là em họ sao? Lời nói của Tần Lâm khiến cho hô hấp của Đường Giang Sơn trở nên gấp gáp, bây giờ Tần Lâm đang lật ngược tình thế, người nên ăn cứt chính là Đường Giang Sơn, anh ta bây giờ vô cùng đau khổ, sắc mặt tái nhợt, từ nhỏ đến giờ anh ta chưa hề phải nhục nhã như vậy. Tần Lâm, anh đừng có quá đáng, tôi là em của anh đấy, anh làm vậy có còn lương tâm không? Tôi chỉ đùa với anh thôi, không ngờ cậu lại xem là thật, chúng ta là anh em một nhà mà. Anh làm như vậy là đang tự đào hố chôn mình đó, anh muốn đem tình thân này vứt bỏ sao? Đến một chút nhân tính cũng không còn ư. Đường Giang Sơn nói với vẻ mình không làm gì sai cả, ngược lại còn cho rằng đó là lỗi của Tần Lâm. Đúng vậy, anh em đồng tâm hiệp lực sẽ có thành tựu lớn, sao hai đứa lại có thể đối đầu với nhau như vậy được, chỉ có cùng nhau nỗ lực thì mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tần Lâm, cháu làm như vậy là tuyệt đối không được. Anh cháu chỉ đùa mà thôi. Cháu không thể xem chuyện đó là thật được, sau này chúng ta còn qua lại với nhau dài mà, lẽ nào cháu cứ mãi như vậy ư? Hiểu lầm nên giải quyết chứ không nên kết thêm, người một nhà không nói hai lời, cháu thật sự không đúng chút nào, mợ hai phải nói mấy câu mới được, em họ cháu là người như thế nào, mợ là người rõ nhất, sao cháu lại vô lý đến thế cơ chứ, đã nói là đùa rồi mà cứ nhây mãi. Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn lúc này bắt đầu trở trò trở mặt, Tần Lâm cười thầm. Đây là các người, chứ đổi thành người khác thì tôi cũng đâu rảnh đứng đây chơi với mấy người. Cậu hai cũng xui thật, lấy phải một bà vợ không ra gì thì thôi đi, lại có một đứa con trai kiểu mama boy thế này nữa. Ép người khác thì cũng là các người, muốn tôi ăn cứt cũng là các người, nói là chỉ đùa cũng là các người, mấy cái tình cảm mà do mấy người nói ra đều đúng cả, tôi nói gì cũng là sai sao. Ha ha ha, thú vị thật đấy, sao trên đời lại có người vô liêm sỉ đến vậy, cả mẹ cả con. Cậu hai tôi cả đời này coi như xui tận mạng rồi. Tần Lâm bật cười nói. Anh Tiểu Lâm nói cũng có lý. Lâm Nguyệt Giao nói lý nhí, Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn cứ như muốn ép chết anh Tiểu Lâm vậy, bây giờ lại mở miệng ra nói là đùa. Trên đời này còn có chuyện như thế ư? Vậy cháu muốn như thế nào? Tôn Hiểu Dĩnh trầm giọng nói. Ăn cứt đi, quỳ xuống ăn cứt cho tôi, chuyện này coi như xong. Quỳ xuống ăn cứt. Đối với Tôn Hiểu Dĩnh mà nói, đây chẳng phải là đang làm nhục người khác hay sao? Con trai mình làm sao có thể chịu đựng nổi nỗi nhục này chứ? Anh là cái thá gì? Sao lại có thể ra lệnh cho con trai bà ta quỳ xuống ăn cứt được? Tôn Hiểu Dĩnh nhất thời nổi điên, thở hổn hển, sau đó chỉ vào Tần Lâm, hận không thể nuốt sống anh, giống hệt như Tần Lâm đang đào mộ tổ tiên nhà họ không bằng. Con trai bà ta là sinh viên đại học. Nếu bắt Đường Giang Sơn quỳ trước mặt Tần Lâm thì đúng là trò cười, chuyện này sao có thể được. Tiểu Lâm, không phải mợ hai nói đâu, cháu cũng tự cho mình là đúng quá rồi đó. Đùa sao, cháu cũng xứng để Giang Sơn nhà mợ quỳ xuống à? Không biết nói đùa là gì ư? Cháu sừng cổ lên làm gì, không biết nể mặt hả? Chẳng phải là cháu đang muốn làm khó người khác sao? Cháu và Giang Sơn là anh em chung huyết thống mà, sao lại có thể làm ra chuyện như thế này được? Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Hơn nữa, Giang Sơn nhà mợ cũng là sinh viên đại học, đàn ông con trai mà quỳ gối thì quý hơn ngàn vàng, chẳng lẽ nói quỳ là quỳ sao? Mọi người đều là người một nhà, cháu cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy đâu. Mau lên, nể mặt mợ hai, chuyện này coi như bỏ đi, còn về công việc của Giang Sơn thì không thể mất được,
dù sao thanh niên cũng hay thích đùa, không thể cứ tính toán chi li được. Tôn Hiểu Dĩnh nhíu mày, tùy tiện nói. Khóe miệng Tần Lâm cười nhếch lên. Vậy được, chúng ta nói đi nói lại, mợ hai yêu quý ạ, lúc đầu là do bà và con trai bà ép tôi. Muốn tôi quỳ xuống ăn cứt, đúng không? Bây giờ cũng là bà nói là chỉ đùa thôi. Ha ha ha, có thể không làm lớn chuyện được sao? Hai người cứ liên tục thúc ép tôi phải quỳ xuống, tôi còn chưa ép mấy người đến vậy đâu nhỉ? Giao giao, dì hai, chú hai, mọi người đều tận mắt thấy đúng không? Chẳng lẽ mợ hai đang giả vờ không thấy đấy à? Bây giờ bà đã hết lý lẽ rồi, cho nên mới cho lời tôi nói là đang ép các người. Thật là buồn cười hết sức. Đàn ông con trai quỳ còn quý hơn ngàn vàng, con trai bà là vàng bạc thì chắc tôi là đất đá à? Con trai bà giỏi giang cao quý, không quỳ cũng không sao, công việc không còn, dù gì các người cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc đầu mấy người bắt tôi quỳ sao không nói câu người một nhà đi. Xin lỗi nha, ở đây bà không có mặt mũi gì cả. Tần Lâm xua tay, sắc mặt đanh lại. Lâm Vũ và Đường Mẫn nhìn nhau, đây là một cuộc đấu khẩu, lời của Tần Lâm rõ ràng mạch lạc, quả thực là do Tôn Hiểu Dĩnh làm người lớn không ra dáng người lớn, cứ một mực ép Tần Lâm quỳ xuống. Bây giờ thì hay rồi, công việc của con trai không còn, điêu đứng luôn rồi, còn muốn lôi kéo quan hệ người một nhà gì đó, sao không làm ngay từ đầu đi? Đây gọi là báo ứng, đồ ăn chưa nguội mà lòng người đã nguội rồi. Tôn Hiểu Dĩnh lúc này tức đến phồng mang trợn má, khiến cho Tần Lâm cạn lời, người phụ nữ xấu xa này nếu không là mợ hai của mình thì anh đã đánh bà ta luôn rồi, nhưng anh vẫn để cho mợ hai có mặt mũi. Bà bớt nói vài câu đi được không? Đường Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, trợn mắt nhìn vợ. Tôn Hiểu Dĩnh tức giận, hơn nữa còn đổ mọi tội lỗi lên người ông ta. Ông xem đi, cháu trai tốt của ông đấy, chỉ biết ức hiếp người mà thôi, có ngon thì ông giúp giải quyết phụ công việc đi. Ông giở thái độ gì với tôi chứ, suốt ngày chỉ biết khôn nhà giải trợ, hu hu hu, sao tôi lại có thể gả cho một người vô dụng như ông chứ? Tôn Hiểu Dĩnh lại tiếp tục khóc lóc om sòm. Khóc lóc một hồi. Lâm Vũ và Đường Mẫn cũng cảm thấy bất lực, còn Đường Vũ thì có lẽ thấy đây là chuyện bình thường, nếu có ngày nào bà ta không khóc thì ngày đó có lẽ bà ta không phải vợ mình mất. Mặt Đường Vũ đỏ lên, mặt mũi của ông ta sắp bị vợ làm mất cả rồi, nhưng ông ta vẫn luôn là một người sợ vợ, cho dù như vậy cũng không thể nào ra tay với Tôn Hiểu Dĩnh được. Nhà họ Đường các người bắt nạt người khác quá đáng, làm sao mà sống được chứ, hu hu hu. Tần Lâm, cậu trơ mắt nhìn em cậu mất việc mất vợ. Huyết thống của nhà họ Đường cũng coi như xong rồi, cậu là hung thủ giết người. Là tên sát nhân cầm đầu. Lời nói của Tôn Hiểu Dĩnh hoàn toàn bị Tần Lâm phớt lờ, người phụ nữ này có thể sống đến bây giờ thì thật sự phải cảm ơn cậu hai đấy, nếu đổi lại là người khác thì bây giờ bà ta chỉ có thể sống vào mùng 1 với mùng 15 thôi. Làm loạn thì không nói làm gì, lại còn tỏ ra kiêu ngạo độc đoán, bản thân làm sai lại đi đổ lỗi cho người khác, lúc nào bà ta cũng là đúng cả. Tội này tôi không nhận đâu, người thật sự làm mất việc của con trai chính là bà, không gì có thể rảo biện được, trừ cậu hai ra thì ai có thể nhịn bà được chứ. Đừng tưởng tôi thấy bà đáng thương, loại người như bà căn bản không đáng để tôi thương hại. Tần Lâm lạnh lùng nói. Dì hai, chú hai, hai người cũng không cần nhìn mặt cháu, nếu mọi người thấy cháu sai thì cháu sẽ đi ngay. Bà ta quá kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng, thực sự nghĩ mình là một đứa trẻ 3 tuổi sao. Lúc nào cũng muốn người ta nhường. Cháu không trách cái tính cách này, nếu muốn có công việc thì cũng được, đầu tiên phải hứa quỳ xuống ăn cứt, tôi sẽ chấp nhận, tính tôi thù dai lắm, vừa nãy các người ép tôi ăn cứt tôi đều nhớ như in đây này, nhớ đến trong mơ còn rõ, có phải vậy không? Mợ hai yêu quý. Lời nói của Tần Lâm càng khiến cho sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh trở nên khó coi, Tần Lâm này thật cố chấp, mềm mỏng lại không muốn. Bây giờ cho dù có nằm ăn và hóc la om sòm thì anh cũng không hề lay động. Lâm Nguyệt Giao đứng cạnh chứng kiến long hổ tranh hùng, loại người như mợ hai thì phải để anh Tiểu Lâm trừng trị mới được, nếu không thì bà ta vẫn sẽ không biết điều, hơn nữa lại còn lừa mẹ cô 500.000. Người xấu xa như bà ta nhất định phải bị trừng trị, nếu không thì bà ta còn tưởng mình là thượng đế. Tôn Hiểu Dĩnh không còn biện pháp gì nữa, trong thôn không có ai là đối thủ của bà ta. Nhưng khi gặp người chơi hệ cương không chơi hệ nhu như Tần Lâm thì bà tay hoàn toàn phải bó tay. Con trai tôi có chết cũng không quỳ xuống đâu, con trai tôi là sinh viên đại học mà, bao năm qua học hành đèn sách, đương nhiên phải hơn nhiều người rồi, đọc một quyển sách đi ngàn dặm đường,
cậu là cái thá gì chứ? Tôi thấy cậu còn trẻ như vậy, chắc chưa từng học đại học nhỉ, sao con trai tôi có thể quỳ trước mặt cậu được? Cậu có tư cách gì mà ức hiếp người khác? Tôn Hiểu Dĩnh cắn răng nói. Bịch! Tôn Hiểu Dĩnh vừa dứt lời, Đường Giang Sơn đã lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Tiểu Lâm, em sai rồi, xin anh hãy tha cho em lần này đi, em không nên làm vậy, dù gì thì em cũng là người nhà họ Đường, anh lớn thì đừng trách một kẻ tiểu nhân như em làm gì, đừng có tầm nhìn hạn hẹp giống em. Em không thể mất việc được, nếu không có công việc thì Băng Nghiên sẽ không cần em nữa, hai bọn anh kết thúc thì con cái cũng sẽ không còn, xin anh đấy, em xin anh. Ngay khi Đường Giang Sơn quỳ xuống, sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh nhất thời xa sầm lại, con trai tôi là sinh viên đại học, sao lại có thể quỳ được? Anh Tiểu Lâm, Lâm Nguyệt Giao cũng không ngờ Đường Giang Sơn lại quỳ trước mặt Tần Lâm, cảnh tượng này khiến cho Lâm Vũ và Đường Mẫn có hơi xót xa, không khỏi thở dài, nếu biết trước như vậy thì ban đầu sao còn làm chứ? Tần Lâm cảm thông khi nhìn thấy ánh mắt đấu tranh của cậu hai, suy cho cùng thì vẫn là anh em cùng một mẹ sinh ra, em không nhân nhưng anh lại không thể không nghĩa. Mợ hai là mợ hai, cậu hai là cậu hai, Tần Lâm cho rằng vẫn chưa tới mất hết tính người, hơn nữa anh rất coi trọng tình cảm gia đình, bởi vì bố mẹ anh đã không còn nữa, bản thân đã mất quá nhiều thứ rồi, vậy nên anh luôn kính yêu dì hai như mẹ ruột của mình vậy. Lần này hy vọng cậu đã có được một bài học, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tần Lâm lạnh nhạt nói, Đường Giang Sơn mừng rỡ, anh ta biết rằng em họ đã tha thứ cho mình rồi. Vậy chuyện công việc thì sao? Tôn Hiểu Dĩnh vội hỏi Tần Lâm. Mẹ đừng nói nữa. Đường Giang Sơn kéo Tôn Hiểu Dĩnh, cau mày nói, Tần Lâm đã nói thế rồi thì chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, Tiểu Lâm nếu cậu quen chủ tịch của công ty, cậu hỏi xem có thể đề bạt Giang Sơn không, nói không chừng 2 năm nữa thằng bé có thể làm giám đốc đấy. Tôn Hiểu Dĩnh hào hứng nhìn Tần Lâm. Tôi chữa bệnh nên mới quen người ta, không giúp được gì đâu. Tần Lâm lạnh nhạt nói. Chưa giúp thì sao biết là không giúp được chứ? Chẳng phải chỉ cần nói vài ba câu hay sao? Giang Sơn là anh họ của cậu đấy. Tôn Hiểu Dĩnh ra vẻ Tần Lâm giúp là điều đương nhiên. Được đằng chân lân đằng đầu phải không? Mau rời khỏi chỗ này trước khi tôi đổi ý. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng, Tôn Hiểu Dĩnh hừ một tiếng nhưng không dám chọc giận anh nữa. Đường Giang Sơn vội kéo mẹ sang một bên, sợ Tần Lâm đổi ý. Anh hai, đây là 500.000 tệ, mật khẩu là 6 số 8, không thể trì hoãn chuyện cưới xin của con cái. Hơn nữa bạn gái của Giang Sơn cũng có bầu rồi, nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói. Đường Mẫn đưa một tấm thẻ cho Đường Vũ rồi tươi cười nói. Hai tay Đường Vũ run lẩy bẩy, gật đầu lia lịa. Anh và Giang Sơn nhất định sẽ nhanh chóng kiếm tiền để trả lại cho em. Không cần đâu anh hai, chúng ta là người một nhà mà, đừng khách khí như thế, cần gì giúp đỡ anh cứ nói, sau này anh phải thường xuyên đến thăm em đấy nhé. Đường Mẫn xua tay nói. Đúng thế anh hai, nếu rảnh thì anh qua nhà em chơi, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tán gẫu, bây giờ Tiểu Mẫn cũng không bận lắm, anh cứ đến thường xuyên đi. Lâm Vũ cũng rất niềm nở, đưa 500.000 tệ mà chẳng suy nghĩ gì, nếu như đổi lại là người ngoài chắc chắn sẽ khó chịu ra mặt. Ừ anh biết rồi, nếu rảnh bọn anh sẽ qua nhà, đến lúc đó hai vợ chồng em không chê phiền là được rồi, ha ha ha. Tôn Hiểu Dĩnh vội cướp lấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay Đường Vũ, cười không ngậm được mồm, đây là 500.000 tệ đấy. Hào phóng thật, đúng là người lắm tiền có khác. Tuyệt đối không đâu, chị dâu suy nghĩ nhiều rồi. Đường Mẫn nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lúc nói, Tôn Hiểu Dĩnh móc từ trong túi ra hai cái túi ni lông. Đường Mẫn và Lâm Vũ sững sờ, bà ấy làm cái gì vậy? Mọi người cũng xong bữa rồi, những món này mới ăn được tí, vứt đi thì tiếc lắm, để chị mang về, hâm nóng lên là lại ăn được một bữa nữa, không thể lãng phí đúng không? Người thành thị như các em chắc chắn không ăn nữa, nhưng bọn chị ở dưới quê không để ý đến những thứ này, cái chân giò to này lúc nãy chị mới ăn được có mấy miếng. Tôn Hiểu Dĩnh vừa cười vừa nói, không hề khách khí. Trực tiếp đổ đồ ăn trên đĩa vào túi ni lông. Lâm Nguyệt Giao sững sờ, các người có thể giữ chút liêm sỉ được không vậy? Tôi còn chưa ăn no mà, đến nhà tôi dùng bữa lại còn mang phần về. Đây đâu phải là ăn cơm, là ăn cướp mới đúng. Không phải giải thích gì cả, loại người này không những tham lam mà còn vô liêm sỉ. Lâm Nguyệt Giao ngán ngẩm bất lực, mẹ cậu hai đúng là có 102,
sao bản thân lại đen đủi, chuyện gì cũng gặp phải vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao dày công chuẩn bị một bữa vô cùng long trọng, mẹ nói với cô rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt, kết quả lại thành ra thế này, thực sự khiến người ta thấy thất vọng. Cũng đúng, ha ha. Đường Mẫn còn có thể nói gì chứ, chỉ đành cười cho qua, dù gì anh hai và chị dâu cũng sống dưới quê, điều kiện không bằng thành thị, nên Đường Mẫn có thể hiểu được sự tằn tiện, tiết kiệm của chị dâu. Vậy thì bọn chị đi trước đây, Tiểu Mẫn à, sau này anh chị sẽ thường xuyên tới, chỉ cần em không chê phiền là được. Tôn Hiểu Dĩnh gói hết đồ ăn lại, cười nói với vẻ mặt thỏa mãn. Sao có thể chứ, có chuyện gì anh chị cứ đến là được. Đường Mẫn nói. Vậy thì bọn anh đi đây, cảm ơn em nhé Tiểu Mẫn. Đường Vũ nghiêm nghị nói. Cảm ơn gì chứ, đều là người nhà với nhau, nói như thế nghe xa lạ lắm. Tôn Hiểu Dĩnh hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Đúng thế, Lâm Vũ cũng cười cười rồi gật đầu, Tôn Hiểu Dĩnh chỉ còn thiếu mỗi việc coi nơi đây là nhà mình nữa thôi, mặc dù ông ấy cũng thấy hơi khó chịu, không phải vì cho bọn họ tiền mà do vợ anh hai hơi quá đáng, có điều cũng chỉ nghĩ thế thôi rồi cho qua, dù gì cũng là người một nhà, nếu như so đo tính toán từng ly từng tí sẽ khiến Tiểu Mẫn không vui. Bà ấy luôn canh cánh trong lòng chuyện của anh hai, lần này cũng coi như giúp được bọn họ rồi. Sau khi trò chuyện vài ba câu thì cả nhà Đường Vũ cũng rời khỏi nhà dì hai, đặc biệt là Tôn Hiểu Dĩnh, mặt mày hớn hở, vui mừng phấn khởi, đây mới thực sự là được vụ mùa lớn. Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh lùng, ngồi trên sofa, vẻ mặt vô cùng bực bội. Gì vậy chứ, quỷ vào làng à, vét hết sạch, con còn chưa ăn no mà. Giao Giao sao lại nói thế chứ, không có trên có dưới gì cả. Đấy là mợ hai con đấy. Đường Mẫn cau mày nói. Dì hai à, dì đừng trách cháu lắm lời, tiền dì cũng đưa rồi, xem ra bọn họ vẫn chưa thấy cảm kích đâu, nói không chừng chẳng bao lâu nữa họ lại đến đòi thêm. Tần Lâm lắc đầu, thở dài nói. Chắc không đâu, cậu hai cháu là người rất chất phác, còn mợ hai mặc dù hơi quá quắt nhưng suy cho cùng cũng là vì gia đình vì con cái, kết hôn là chuyện quan trọng, chúng ta cũng giúp đỡ hết mức rồi. Đường Mẫn cười nói. Tiểu Lâm nói cũng đúng. Nhưng mà tôi cảm thấy lần này chắc anh hai với chị dâu cũng yên lòng rồi, sau này chắc chắn sẽ được sống thảnh thơi, đợi ngày bế cháu nội. Mấy năm nay xem ra anh hai cũng chịu không ít khổ cực, nhà ta cũng không thiếu tiền, cho một ít cũng không sao. Lâm Vũ rất thấu tình đạt lý, Tần Lâm chỉ cười trừ, những gì cần nói anh cũng nói hết rồi, có điều với tính cách của Tôn Hiểu Dĩnh có lần một sẽ có lần hai, hơn nữa bà ta cho rằng số tiền này được cho không nên nhất định phải lấy. Dù gì thì bọn họ đưa là điều đương nhiên. Ban đầu nếu không phải Đường Vũ bị đuổi đi, sao nhà họ có thể còn nhiều con cháu sống sót như thế chứ? Vậy nên bà ta cho rằng số tiền này hiển nhiên phải đưa, chứ không phải mượn. Chú hai cháu nói đúng, Tiểu Lâm à, Lỗ Tấn đã dạy chúng ta rằng không sợ dùng suy nghĩ xấu xa nhất để phán đoán người đời. Dì biết cháu có ý tốt, nhưng mà mợ hai sẽ không quá quát như thế đâu. Đường Mẫn điềm đạm nói. Tần Lâm thở dài. Đây là tâm lý ăn may, anh cá chắc bà ta sẽ coi dì hai là cái máy rút tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.